Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 7. Chỉ có ở đất tổ, tộc chân long mới có thể nâng cao huyết mạch của bản thân. Là long thần ban phúc này, long thần không phải là rồng của tộc chân long mà là thần thiên long đến từ Tổng viện Thư viện Quan Huyên ban phúc. Vì năm đó tiên tổ của tộc chân long dựa vào thực lực của bản thân để bước vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên, hơn nữa Tổng viện Thư viện Quan Huyên ban ơn cho tộc chân long, ơn huệ này chính là long thần ban phúc. 100 năm có thể ban phúc một lần. Sau khi nhận được long thần ban phúc, không chỉ có thể có được giáp thần thiên long trong truyền thuyết mà còn có thể làm cảnh giới của mình tăng lên một cấp bậc. Đây chính là nguyên nhân quan trọng mà tộc chân long có thể trở thành thế lực siêu cấp ở trung thổ thần châu. Lúc này Ngao Thiên lại dùng đến long thần ban phúc. Vì long thần ban phúc khiến khí thế thiên long xuất hiện ở trung thổ thần châu. Thế là lúc này vô số cường giả đỉnh cấp ở các thế lực đều nhìn về hướng chân long giới, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, hãi hùng. Tộc chân long gặp phải kẻ thù khó đối phó ư. Đây là ngờ vực của tất cả cường giả. Lúc này Ngao Thiên đã không phải là cấp thiên đỉnh cao mà là cấp đế thực thụ. Hơn nữa ông ta còn có giáp thần thiên long, phòng ngự, dù ở trong yêu thú cùng cấp cũng gần như là sự tồn tại vô địch. Khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người Ngao Thiên khiến không gian xung quanh chấn động đến mức méo mó, cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Ngao Thiên vô cùng tức giận. Long thần ban phúc. Đây là lá bài kim tử siêu cấp của tộc chân long. Bây giờ cứ thế bị ép buộc sử dụng mất. Ông ta căm hận. Ngao Thiên ngẩng đầu gào lên, uy lực của rồng khiến không gian trong phạm vi hàng ngàn trượng đều rung chuyển, vô cùng đáng sợ. Thấy thế. Sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám. Cảm giác áp bức của chân long cấp đế ập đến. Diệp Quân nhắm mắt lại, hắn siết chặt kiếm hành đạo trong tay. Kiếm hành đạo vẫn còn có thể phá vỡ phòng ngự của Ngao Thiên không? Diệp Quân bỗng cười giễu cợt. Không thể phá được thì thế nào? Đã đến tình cảnh này rồi, ngoài việc liều mạng chiến đấu thì còn có lựa chọn khác sao? Không có. Nếu đã không có, vậy thì đánh cược mạng sống mà đánh. Nghĩ thế, Diệp Quân mở mắt ra, ngay sau đó, hắn bỗng gào lên, giết. Vừa dứt lời, hắn đã biến thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Khí thế của thanh kiếm này còn mạnh hơn bất kỳ một nhát kiếm nào trước đó. Tại sao? Vì trong đòn tấn công này, hắn đã không nghĩ sẽ sống được, hắn biết đây là nhát kiếm cuối cùng của hắn. Quên đi sống chết. Vèo. Kiếm hành đạo bỗng phát ra tiếng kiếm kêu chói tai. Khí tức kiếm ý tăng lên rất nhanh. Kiếm mang cũng bùng phát ngay lúc này. Kiếm ý tăng lên. Kiếm đạo nhắc nhở. Ngao Thiên đứng ở đằng xa nhìn Diệp Quân đang lao đến. Môi ông ta cong lên nụ cười giễu cợt. Đây chính là long thần bảo vệ. Người khiến ta bị thương bằng cách nào? Ông ta không tránh không né. Cũng không tấn công. Lúc này ông ta tăng lên một bậc chưa từng có trước đây. Vì ông ta là cấp đế. Không chỉ là cấp đế. Ông ta còn có giáp thần thiên long. Bây giờ ông ta có cảm giác vô địch. Có thể đánh bại mọi thứ. Đây chính là sự tăng tiến sau khi thực lực bỗng tăng lên. Hệt như một đêm phát tài, dĩ nhiên ông ta sẽ trở nên vô cùng lớn mạnh, cứ nghĩ bản thân là người giàu nhất thiên hạ. Diệp Quân đã đánh tới. Lần này Diệp Quân đâm vào giữa trán Ngao Thiên. Vù! Khi kiếm hành đạo của Diệp Quân đâm vào giữa trán Ngao Thiên, phải màu vàng ở giữa trán ông ta lập tức bị nứt ra như miếng đậu phụ. Không. Ngao Thiên trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin được. Lúc này Diệp Quân cầm kiếm đâm vào trong đầu rồng của Ngao Thiên. Vèo. Kiếm quang bỗng nổ tung từ trong đầu rồng của Ngao Thiên. Vèo 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 vèo. Vô số kiếm quang bỗng chém ra từ trong cơ thể to lớn của Ngao Thiên. Trong không trung, Ngao Thiên liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết. Sau đó nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Tộc chân long ở bên dưới đều hóa đá. Tộc trưởng bại trận rồi. Các chân long đều tỏ ra khó mà tin được. Cuối cùng Ngao Thiên rơi xuống đất, cả mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, xuất hiện một cái hố rất lớn. Lúc này một người đàn ông bỗng bước ra từ trong bụng Ngao Thiên. Chính là Diệp Quân. Lúc này cả người hắn dính đầy máu, trông rất đáng sợ. Diệp Quân cầm kiếm hành đạo đi đến trước mặt Ngao Thiên, Ngao Thiên quỳ rạp dưới đất, ông ta nhìn kiếm hành đạo của Diệp Quân, như mất hồn nói kiếm này của ngươi là kiếm gì, sao có thể phá vỡ được lớp bảo vệ của Long Thần.
Sao có thể, tuyệt đối không thể. Diệp Quân khẽ nói, kiếm hành đạo. Kiếm hành đạo. Đôi mắt Ngao Thiên trở nên vô thần, chưa từng nghe nói, rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai? Là ai? Nói đến cuối, ông ta gào lên. Kiếm hành đạo. Một thanh kiếm thần kỳ như vậy, chắc chắn chủ nhân của nó không phải là một người tầm thường. Thế nhưng ông ta chưa từng nghe nói đến. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên, bình tĩnh nói, tỷ ấy mặc một bộ váy trắng. Hắn cũng muốn xem thử Ngao Thiên quen với tỷ tỷ váy trắng đó không. Váy trắng. Ánh mắt Ngao Thiên hiện lên vẻ hoang mang, váy trắng, ta chưa từng nghe đến, cô ta là một đại kiếm tiên sao? Diệp Quân gật đầu, tỷ ấy là một vị đại kiếm tiên. Ngao Thiên còn muốn nói gì đó, lúc này Diệp Quân bỗng chém một kiếm xuống. Xoẹt. Đầu rồng của Ngao Thiên bị hắn chém đứt, máu chảy ra như suối. Diệp Quân nhìn kiếm hành đạo trong tay khẽ nói, sau này ta vẫn đừng nên nói tên của tỷ tỷ váy trắng, để khỏi liên lụy đến tỷ ấy, để tỷ ấy bị người khác nhắm vào, có chuyện gì vẫn nên tự ta gánh lấy. Kiếm hành đạo. Ngay lúc này vô số khí tức mạnh mẽ bỗng xuất hiện ở chân trời. Diệp Quân quay đầu lại, ngay sau đó hắn sầm mặt. Cường giả tộc thần qua đến rồi. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng tộc thần qua Ly Vân. Bọn họ đến cứu viện cho tộc Chân Long. Khi Ly Vân dẫn theo các cường giả thần qua đến Chân Long giới, ông ta sửng sốt. Ngao Thiên chết rồi. Ngao Thiên thế mà chết rồi. Chuyện gì thế? Không lâu sau Ly Vân nhìn sang chỗ Diệp Quân. Diệp Quân giết Ngao Thiên. Ly Vân nhìn chằm chằm Diệp Quân, thầm cảm thấy kinh hoàng. Diệp Quân lại mặc kệ Ly Vân, quay đầu nhìn Diệp Khải ở một bên, Diệp Khải đứng trên bầu trời. Đỉnh đầu có một cái bóng mơ hồ. Diệp Quân cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì vừa rồi Diệp Khải và cái bóng mơ hồ đó đã chặn được hơn 200 chân long, hơn nữa họ còn giết hơn 30 chân long. Quá mức không bình thường. Lúc này các chân long xung quanh cũng sợ hãi nhìn Diệp Quân và Diệp Khải. Đáng sợ quá. Hai người này đều thật khủng khiếp. Một người thì một mình đấu lại hơn 200 chân long. Còn một người đã giết chết Ngao Thiên người được Long Thần ban phúc. Ông ta là yêu thú cấp đế đấy. Lúc này bầu không khí hai bên trở nên gượng gạo. Vì những cường giả gia tộc họ Ly đều đã kinh ngạc đến mức sững sờ. Lúc này một chân long trong đó bỗng gằn giọng nói, tộc trưởng Ly Vân, hai người họ bây giờ yêu nghiệt đến cỡ này, nếu ngày sau quật khởi rồi đến tính nợ cũ thì tộc thần qua ông có thể đấu lại được sao? Nghe thế Ly Vân bừng tỉnh. Đúng thế. Bây giờ tộc thần qua và Diệp Quân đã là kẻ thù không đội trời chung, nếu hôm nay không tiêu diệt hắn thì sau này hắn trả thù tộc thần qua, lúc đó tộc thần qua sao có thể đánh lại hắn. Hơn nữa bây giờ còn có thêm một thiên tài. Nghĩ thế ánh mắt Ly Vân lóe lên vẻ hung ác, giết. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu họa. Nghe Ly Vân nói thế, các cường giả tộc thần qua ở phía sau ông ta lập tức lao đến chỗ Diệp Quân và Diệp Khải. Lúc này các cường giả tộc chân long xung quanh sẽ không bỏ qua cơ hội này, họ cũng cùng xông lên. Thấy thế, Diệp Quân và Diệp Khải đều sầm mặt. Hai huynh đệ nhìn nhau, Diệp Quân khẽ nói, sợ không? Diệp Khải khẽ cười, chẳng qua là chết thôi. Diệp Quân cười nói, chẳng qua là chết thôi. Nói rồi hai huynh đệ lập tức ra tay, đúng lúc này trong người Diệp Khải bỗng bùng phát khí tức đáng sợ. Bỗng chốc. Cả chân long giới như sôi trào. Tất cả cường giả tộc thần qua và tộc chân long đều hoảng sợ rối rít lùi lại phía sau. Trên đỉnh đầu Diệp Khải có một cái bóng. Khí tức đáng sợ vừa rồi là do cái bóng đó phát tán ra. Cái bóng đó nhìn các cường giả tộc thần qua, cười mỉa các ngươi bắt nạt hai tên nhóc không có người đứng sau làm chỗ dựa này thật sao. Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn cái bóng đó. Diệp Khải mỉm cười, sư phụ ta. Sư phụ, Diệp Quân gật đầu, không nói gì. Lúc này hắn nghĩ đến vị tỷ tỷ váy trắng đó, mình có nên thử gọi tỷ ấy không nhỉ? Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn phủ nhận suy nghĩ này. Ngộ nhỡ liên lụy đến tỷ tỷ váy trắng thì mình có chết ngàn lần cũng không đền được tội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuyện của mình thì do bản thân mình chịu. Nghĩ thế, Diệp Quân hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn các cường giả tộc thần qua, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Ly Vân đứng lên không trung nhìn cái bóng đó,
trầm giọng nói, ngươi là ai? Cái bóng cười nhạo, kiêu ngạo nói, ngươi mà cũng xứng biết tên ta à? Hỗn láo! Ly Vân bỗng nổi giận, ông ta chỉ vào cái bóng đó. Xoẹt! Không gian trên đỉnh đầu cái bóng đó bỗng nứt ra, ngay sau đó một ngón tay cực lớn ngàn trượng rơi xuống, sức mạnh khủng khiếp khiến không gian xung quanh sôi trào, vô cùng đáng sợ. Cái bóng đó cười khẩy, vung tay áo lên. Ầm! Ngón tay khổng lồ đó bỗng nứt gãy, làn sóng tấn công mạnh mẽ khiến các cường giả ở đó đều lùi về sau mấy trăm trượng. Thấy thế đồng tử Ly Vân co rụt lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Người này không đơn giản. Các cường giả tộc chân long đó cũng hoảng sợ, đây là ông lớn nào vậy? Cái bóng trên đỉnh đầu Diệp Khải lạnh lùng nhìn Ly Vân, nếu không phải nể mặt tộc thần qua ngươi có số mệnh của người mang thiên mệnh đời trước thì hôm nay ta đã tiêu diệt cả tộc thần qua ngươi rồi. Nói rồi ông ta quay đầu nhìn các cường giả tộc chân long đó, tộc chân long, hôm nay là có thể biến mất khỏi thế gian này rồi. Ông ta định ra tay nhưng lúc này đột nhiên có sự thay đổi. Rầm. Bầu trời chân long giới bỗng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Rầm. Sau đó một luồng uy lực đáng sợ rơi xuống từ trên trời, trong uy lực đó còn có uy lực của huyết mạch. Sắc mặt cường giả chân long bên dưới đều thay đổi, uy lực huyết mạch đó khiến tất cả đều bị áp chế quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Áp chế huyết mạch. Thấy cảnh tượng này, Ly Vân ở bên cạnh giật nảy mình. Lẽ nào là thiên long viễn cổ trong truyền thuyết? Nghĩ thế ông ta cực kỳ vui mừng. Bởi vì một đầu rồng cực lớn mơ hồ dần xuất hiện trên bầu trời, đầu rồng này vừa xuất hiện, uy lực cường đại đáng sợ lại ập đến. Trời đất rung lên vì sợ hãi. Thiên long viễn cổ. Thấy thế Ly Vân vui mừng khôn xiết. Đây đúng là thiên long viễn cổ đến từ vũ trụ quan huyên. Nhìn thấy đầu rồng này, sắc mặt Diệp Quân và Diệp Khải lập tức trở nên khó coi. Uy lực khủng khiếp quá. Lúc này hai người đều cảm nhận được trời đất đang run rẩy. Nếu không phải cái bóng đó chống đỡ được uy lực này thì có lẽ uy lực này đủ để giết họ. Diệp Quân nhìn đầu rồng đó, hai tay siết chặt. Trước đây, hắn còn nghĩ đã xem như là cường giả một phương, nhưng lúc này hắn mới nhận ra suy nghĩ này của mình nực cười thế nào. Đứng trước mặt cường giả thật sự, mình vẫn thua kém rất nhiều. Hơn nữa đầu rồng này còn không phải là thực thế, chỉ là hình ảnh phản chiếu. Hình ảnh phản chiếu đã có sức mạnh trấn áp như vậy rồi. Lúc này, Diệp Quân tràn đầy hy vọng về con đường võ đạo. Lúc này, thiên long viễn cổ đó nhìn xuống cái bóng trên đỉnh đầu Diệp Khải, lạnh nhạt nói, mặc dù tộc chân long chỉ là một nhánh nhỏ của tộc thiên long ta nhưng cũng không phải là tộc mà bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể tiêu diệt. Ngay lúc này, một chân long bên dưới bỗng chỉ vào Diệp Quân, run giọng nói, tiên tổ, là hắn đã giết Ngao Thiên tộc trưởng, là hắn muốn tiêu diệt tộc chân long. Nghe thế thiên long đó nhìn Diệp Quân, ông ta cúi đầu nhìn Diệp Quân, uy lực mạnh mẽ khiến trời đất xung quanh bắt đầu méo mó. Diệp Quân cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước đầu rồng này, nhưng lúc này hắn lại nhìn thẳng vào thiên long đó, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào. Hắn cũng chẳng sợ cái chết thì sao phải sợ một chân long. Thiên long đó nhìn Diệp Quân, lạnh nhạt nói, tép diêu. Vừa dứt lời, uy lực của rồng bỗng sôi trào, đánh thẳng về phía Diệp Quân. Không gian ở những nơi uy lực của rồng đi qua đều bị hủy diệt từng tấc. Diệp Quân nhìn uy lực của rồng đó, tay phải hắn siết chặt kiếm hành đạo, vung một kiếm này ra, Diệp Quân ta chắc chắn sẽ chết. Sau khi chết ta mong ngươi tìm được một chủ nhân tốt khác, sau này rạng danh khắp nơi. Nói rồi tay phải hắn bỗng buông kiếm hành đạo ra, ngay sau đó chân phải hắn đá lên một cú biến thành kiếm quang bay lên trời. Vèo! Tiếng kiếm kêu bỗng vang vọng khắp nơi. Chủ động tấn công. Thấy thế, mọi người ở đó đều sửng sốt. Hắn thế mà còn dám chủ động tấn công khi đối mặt với Thiên Long. Trong tay Diệp Quân không có kiếm nhưng lúc này cả người hắn toát ra một luồng kiếm ý vô cùng đáng sợ. Một nhát kiếm mạnh nhất từ trước đến nay. Vì khi tung ra đòn tấn công này, hắn đã có suy nghĩ chắc chắn sẽ chết. Cái bóng trên đỉnh đầu Diệp Khải khẽ nói, mặc kệ sống chết, lòng không sợ hãi, không để tâm vạn vật bên ngoài, bản thân chính là kiếm là chính mình, người kiếm hợp nhất, thành tựu kiếm đạo, hắn, thế mà đã đạt đến kiếm tiên. Thành tựu kiếm đạo, kiếm tiên,
khoảnh khắc cuối cùng khi cái chết đến gần, Diệp Quân đã đạt đến kiếm tiên. Nhưng điều này chắc chắn là chuyện oanh liệt một thời. Vì người mà hắn đối mặt chính là một thiên long thời cổ đại, hơn nữa là thiên long có thực lực vô cùng khủng khiếp. Bầu trời. Vèo. Thanh kiếm của Diệp Quân bỗng chém vỡ uy lực của rồng đó, sau đó người kiếm hợp nhất đánh về phía thiên long. Diệp Quân nhìn thiên long càng lúc càng gần đó, khẽ nói, tiểu ca, kiếp sau, huynh sẽ cưới muội. Nói rồi hắn bỗng bật cười. Chết. Hắn bỗng cảm thấy hình như chết cũng không có gì không tốt. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha, cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, tiểu ca mà hắn yêu thương nhất cũng đã chỉ còn là một linh hồn, chẳng khác nào đã chết. Thế gian này hình như cũng chẳng còn gì có thể đáng lưu luyến nữa. Nhát kiếm này như không hề sợ cái chết. Với nhát kiếm này, hắn không nghĩ về cuộc sống. Thẳng thắn đối mặt với cái chết. Lòng không tạp niệm. Một nhát kiếm thuần túy nhất. Đây là một nhát kiếm mạnh nhất từ sau khi hắn trở thành kiếm tu. Nhát kiếm này giúp hắn đạt đến cảnh giới kiếm tiên. Thiên Long viễn cổ trong tầng mây đó nhìn chằm chằm Diệp Quân người kiếm hợp nhất, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Ông ta từng thấy vô số thiên tài ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên nhưng người trước mặt này dù là ở cả Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng được xem là thiên tài. Dù là Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng rất hiếm thấy kiếm tiên trẻ tuổi như vậy. Nếu để Tổng viện Quan Huyên biết được nơi này lại có một thiên tài trẻ tuổi như vậy. Nghĩ đến đây, sự kinh sợ trong ánh mắt ông ta lập tức trở thành sát khí. Vì nếu để Tổng viện Quan Huyên biết được ở đây có một kiếm tiên 17 tuổi thì nói không chừng Tổng viện sẽ phá vỡ nguyên tắc đưa thanh niên này đến Tổng viện Quan Huyên. Nếu là thế thật thì tức là đang chôn một quả bom hẹn giờ. Ngay cả tộc Thiên Long viễn cổ cũng không dám xem thường tiềm năng của một kiếm tiên 17 tuổi. Nghĩ thế ông ta bỗng tức giận gào lên. Rầm. Một ngọn long hỏa màu đỏ bỗng rơi xuống từ trên trời. Rầm rầm. Bỗng chốc, cả trời đất trở nên hư ảo. Cùng lúc đó chỉ trong chớp nhoáng, kiếm ý mà Diệp Quân phóng ra bị phá vỡ. Rầm. Diệp Quân rơi xuống từ trên không trung, xung quanh hắn, kiếm ý không thể ngăn được long hỏa. Cơ thể hắn bắt đầu bị thiêu đốt. Bởi vì kiếm ý đó nên không bị tan chảy trong tích tắc. Nhưng kiếm ý của hắn lại biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hai mắt Diệp Quân chậm rãi nhắm lại. Hắn biết hắn sắp chết rồi. Vậy thì chết thôi. Đúng lúc này một luồng kiếm quang bỗng bao bọc lấy hắn, long hỏa trên người hắn biến mất. Lúc này một cái bóng cả người toát ra ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân mở mắt ra. Khi nhìn thấy cái bóng đó hắn sửng sốt, Tháp Gia. Người ra tay chính là Tiểu Tháp. Mọi người đều rời tầm mắt sang Tiểu Tháp. Tiểu Tháp cười nói, cứ thế mà muốn chết à? Diệp Quân cười khổ. Nhiều khi sống chết không phải do mình có thể quyết định. Tiểu Tháp mỉm cười, đang định nói gì đó, đúng lúc này Thiên Long viễn cổ đó bỗng nói, ngươi. Tiểu Tháp bỗng ngẩng đầu lên đánh một quyền ra. Ánh sáng màu vàng đó lao thẳng lên trời. Thiên Long viễn cổ đó bị ánh sáng đó đánh vỡ, sau đó dần tan biến. Tiểu Tháp lạnh lùng nhìn chân long bắt đầu tan biến nói, ta cho ngươi nói chuyện rồi sao? Mọi người đều hóa đá. Thiên Long viễn cổ thế mà lại bị đánh nát như thế. Mặc dù chỉ là một hình ảnh phản chiếu nhưng đó cũng là Thiên Long viễn cổ. Ly Vân nhìn Tiểu Tháp, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Ông ta không ngờ nhà họ Diệp nhỏ bé như thế mà hôm nay lại có hai ông lớn xuất hiện. Mẹ kiếp! Có ông lớn kiểu này mà nhà họ Diệp vẫn còn lăn lộn ở hạ giới, các ngươi đang đùa đấy à? Thiên Long viễn cổ sắp tan biến hết trong không trung đó bỗng nói, người đến kia, người dám để lại tên không? Tiểu Tháp không cảm xúc nói, ta không có tên, nhưng người đời gọi ta là Tháp Gia, nếu tộc Thiên Long viễn cổ ngươi muốn trả thù thì cứ đến, ta vô địch. Các ngươi tùy ý. Mọi người. Láo xược. Thiên Long viễn cổ đó bật cười, ngươi vô địch. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, ngươi. Tiểu Tháp bỗng nói, bớt lại nhải cho ta. Nói rồi nó vung tay lên, một luồng sáng lao lên trời. Rầm. Hình ảnh phản chiếu của Thiên Long đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Sắc mặt đám chân long đó xám như tro. Thôi xong.
lúc này sắc mặt đám cường giả tộc thần qua và Ly Vân cũng vô cùng khó coi. Họ đều không ngờ đằng sau nhà họ Diệp lại có hai cường giả tuyệt thế như thế. Nhưng họ vẫn không thể nào hoảng loạn được. Tộc thần qua là gia tộc có được số mệnh của người mang thiên mệnh đời trước, không phải là gia tộc mà ai cũng có thể tiêu diệt. Tiểu tháp nhìn đám người tộc thần qua, đứng yên đừng động đậy, ai động đậy ta giết người đó. Nói rồi nó đi đến trước mặt Diệp Quân. Lúc này cả người Diệp Quân đều đã bị thiêu đốt bị thương, có thể nói là cực kỳ thảm hại. Tiểu tháp khẽ nói, không sao chứ. Diệp Quân nhếch môi cười, vẫn ổn. Tiểu tháp gật đầu, nó do dự rồi nói, không trách ta chứ. Diệp Quân lắc đầu, sao lại thế? Nếu không nhờ ngươi ra tay thì ta đã chết rồi, sao ta có thể trách ngươi? Tiểu tháp nói, nếu ta ra tay sớm hơn. Diệp Quân lại lắc đầu, làm người phải có lương tâm, tháp gia lại không nợ ta, cho ta trở thành kiếm tu, giúp ta trưởng thành, đây đã là ơn nghĩa lớn lắm rồi, sao ta có thể yêu cầu thêm ngươi điều này điều kia chứ? Tiểu tháp thở dài, cảm xúc rất phức tạp. Chủ nhân đầu tiên luôn thờ ơ với sống chết, không phục là giết, không phải đang giết người thì đang trên đường giết người. Chủ nhân thứ hai cũng là một thanh niên nhiệt huyết, mặc dù da mặt dày thật đấy nhưng cũng đối tốt với mình. Chủ nhân thứ ba, phải nói là nó thật sự rất yêu mến tên này. Có lẽ nuôi hắn bên ngoài là đúng đắn. Tiểu tháp cảm khái một hồi. Lúc này cái bóng trên đỉnh đầu Diệp Khải bỗng nói, đạo hữu là. Tiểu tháp nhìn cái bóng đó, lắc đầu cười, không tiện tiết lộ, lượng thứ. Cái bóng gật đầu, đệ tử này của ngươi rất xuất sắc, nếu là ở thời đại kiếm chủ nhân gian thì cũng là người tài. Tiểu tháp nhìn Diệp Khải cười nói, người mà người chọn dù là tâm tính hay thiên phú cũng đều rất tốt. Cái bóng đó bật cười. Tiểu tháp khẽ cười, sau đó nhìn đám người tộc thần qua. Thấy tiểu tháp nhìn sang, sắc mặt đám người tộc thần qua trở nên phòng bị. Ly Vân lại bước ta, ông ta nhìn tiểu tháp, cho hỏi tôn danh của ngươi. Tiểu tháp bình tĩnh nói, ngươi cũng xứng được biết sao. Ly Vân híp mắt, ngươi có biết tộc thần qua ta có số mệnh của người mang thiên mệnh đời trước, người mang thiên mệnh đời trước chính là kiếm chủ nhân gian. Tiểu tháp gật đầu, cái này thì ta biết, tiên tổ của các ngươi chính là Ly Qua, năm đó bà ta và ta, quen với kiếm chủ nhân gian, nể tình kiếm chủ nhân gian nên để tộc thần qua trở thành đại gia tộc. Nghe thế đồng tử Ly Vân co rụt lại, sao ngươi lại biết chuyện năm đó? Tiểu tháp bình tĩnh nói, hôm nay, số kiếp thiên mệnh của tộc thần qua nên cắt đứt được rồi. Láo xược! Ly Vân tức giận quát lên với tiểu tháp, đây chính là số kiếp thiên mệnh mà kiếm chủ nhân gian ban cho, sao có thể là thứ ngươi nói hết là hết? Ngươi đúng là láo xược! Tiểu tháp bỗng xòe bàn tay ra, kiếm hành đạo bay vào trong tay nó. Tiểu tháp bình tĩnh nói, vậy thì ngươi nhìn cho rõ, xem ta có thể cắt đứt số kiếp thiên mệnh của tộc thần qua hay không. Vừa dứt lời, nó bỗng chém một nhát kiếm. Thế nhưng không có động tĩnh gì. Mọi người sửng sốt. Tiểu tháp sầm mặt, thầm nói, tiểu đạo, đừng kiếm chuyện nữa. Kiếm hành đạo không có phản ứng. Cả đời này cô ấy chỉ nể mặt hai người. Một là chủ nhân của cô ấy, người thứ hai là ca ca của chủ nhân cô ấy. Bây giờ có người thứ ba là Diệp Quân. Tiểu tháp lại vung kiếm lên. Thế nhưng vẫn không có phản ứng. Mọi người lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi lại giở chiêu trò này ngay lúc này hả? Tiểu tháp sốt sắng đến mức phát giận, vội nói, đại tỷ ơi, đại tỷ tốt của ta, cho tháp ra ta, à không, giữ thể diện cho tiểu tháp ta đi, để ta giả vờ một chút, một lần này thôi, xin đó mà. Thực lực của nó rất mạnh nhưng muốn phá được số kiếp thiên mệnh mà kiếm chủ nhân gian ban cho tộc thần qua vẫn rất khó. Có thể nói, bây giờ thế gian này chẳng có mấy ai có thể làm được. Nhưng thanh kiếm này thì có thể. Đây là kiếm hành đạo. Có thể phá vỡ tất cả các pháp, các đạo, tất cả số kiếp. Tóm lại bất kỳ quy tắc nào, đại đạo nào, những thứ linh tinh gì, nó cũng có thể phá được. Kiếm hành đạo không có phản ứng. Tiểu tháp do dự, sau đó vung kiếm lên. Vèo. Một luồng kiếm quang bỗng bay ra, kiếm quang này xé tan không gian, thoáng chốc đã bay đến tộc thần qua, sau đó đi vào tộc thần qua. Vèo. Trong tộc thần qua bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó một con rồng mờ ảo bay ra. Còn chân long giới, lúc này đám người Ly Vân cũng sửng sốt,
vì họ có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong người đang biến mất. Không lâu sau Ly Vân trợn mắt, là số kiếp thiên mệnh. Ngươi dám cắt đứt số kiếp thiên mệnh của tộc thần qua. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, không phục hả? Ngươi đánh ta đi này. Ly Vân tức giận nói, gọi tiên tổ. Gọi tiên tổ. Vừa dứt lời, Ly Vân bỗng lấy một lệnh bài ra, ông ta dùng sức với lệnh bài bay lên trời đi vào trong tầng mây. Rầm. Tầng mây bỗng sôi trào, sau đó dần biến mất. Lúc này một người phụ nữ được ngưng tụ trong tầng mây. Ly Qua. Tiên tổ mạnh nhất của tộc thần qua. Cũng không phải là thực thể. Nhưng khí tức của hình ảnh phản chiếu này lại mạnh hơn thiên long viễn cổ đó hơn 10 lần. Hơn nữa sau khi người phụ nữ lại được ngưng tụ, chân long giới đã bắt đầu phân tán. Chỉ một cái bóng mà chân long giới này đã không thể chịu được. Đáng sợ cực kỳ. Ly Vân chỉ vào Tiểu Tháp, người đợi chết đi. Nói rồi ông ta chỉ vào Diệp Quân, còn ngươi và vị đại kiếm tiên đằng sau ngươi nữa, các ngươi cùng đợi chết đi. Diệp Quân nhìn tiên tổ tộc thần quan được ngưng tụ trên bầu trời đó, cảm nhận khí tức cường giả đáng sợ đó, sắc mặt hắn hơi tái, run giọng nói, Tháp gia, so sánh thực lực của tỷ tỷ váy trắng với bà ta thì thế nào? Tiểu Tháp nhìn Ly Vân, bình tĩnh nói, không so được. Sắc mặt Diệp Quân càng trắng bệch hơn. Ngay sau đó, hắn bỗng bỏ dậy, gằn giọng nói, một người làm thì một người chịu, phía sau ta chẳng có đại kiếm tiên nào cả, chỉ có một mình Tháp gia. Tộc thần qua ông có gì thì cứ nhắm vào ta và Tháp gia vô địch của ta là được. Tiểu Tháp nhíu mày. Mình nói gì sai rồi sao? Mọi người đều nhìn Diệp Quân. Đằng sau hắn không có đại kiếm tiên ư. Tất nhiên là họ không tin. Nếu không có truyền thừa kiếm đạo, Diệp Quân không thể trở thành kiếm tu, chưa kể đến ở Nam Châu, dù ở Trung Thổ Thần Châu, truyền thừa kiếm đạo cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nên nếu không có truyền thừa kiếm đạo, dù Diệp Quân có mạnh đến mấy cũng không thể trở thành kiếm tu, hơn nữa còn có kiếm đạo cao như thế. Ly Vân nhìn Diệp Quân, cười nhạo. Bây giờ nói không có ai. Muộn rồi. Lúc này Ly Qua bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Tiểu Tháp. Nhưng không phải là thực thể. Đám người Ly Vân lập tức quỳ xuống cung kính nói, bái kiến tiên tổ. Lúc này các chân long của tộc chân long xung quanh cũng vô cùng mừng rỡ. Tiên tổ tộc thần qua. Đó là nhân vật truyền kỳ. Đừng nói là Trung Thổ Thần Châu, dù ở vũ trụ quan huyên cũng là một nhân vật. Ly Qua nhìn Tiểu Tháp nhíu mày, tại sao ta cứ thấy ngươi quen lắm? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, vậy à? Ly Qua nhìn Tiểu Tháp, ngươi tên gì? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, Tháp gia. Tháp! Nghe thế vẻ mặt Ly Qua bỗng thay đổi, bà ta khó tin nhìn Tiểu Tháp run giọng nói, ngươi! Nói đến đây bà ta nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, kinh ngạc nói, hắn. Tiểu Tháp nhìn Ly Qua, không nói gì. Lúc này Ly Qua sao có thể không hiểu. Thanh niên trước mặt này chính là con trai của người đàn ông đó, cũng là người mang thiên mệnh đời này, là chủ nhân của thư viện quan huyên ở đời này. Ly Qua vô cùng hoảng hốt. Xuất hiện rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lúc này Ly Vân bỗng nói, tiên tổ. Là người này cắt đứt số kiếp thiên mệnh của tộc thần qua, chúng còn lớn lối muốn tiêu diệt tộc thần qua, hắn. Câm miệng. Ly Qua bỗng xoay người lại tức giận quát. Rầm. Giọng nói như sấm nổ, Ly Vân lùi về sau mấy trăm trượng, thất khiếu chảy máu, cơ thể như nứt ra. Mọi người đều sửng sốt. Ly Qua hít sâu một hơi, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quân, vẻ mặt Diệp Quân hiện lên vẻ phòng bị, siết chặt kiếm hành đạo trong tay. Khi nhìn thấy kiếm hành đạo, đồng tử bà ta trợn trừng. Đây không chỉ là con trai của người đàn ông đó mà còn là người mà người phụ nữ kia chọn. Nghĩ đến đây, gương mặt Ly Qua hiện lên vẻ khổ sở, xem gia tộc mình đã xảy ra mâu thuẫn với tên nhóc này rồi. Diệp Quân phòng bị nhìn Ly Qua, bà muốn làm gì? Ly Qua im lặng một lúc, khẽ nói, xin lỗi. Xin lỗi. Nghe Ly Qua nói thế. Sắc mặt cường giả tộc thần qua đứng đằng sau bà ta cứng đờ. Tại sao tiên tổ của mình lại xin lỗi thanh niên này? Diệp Quân cũng ngơ ngác. Xin lỗi mình rồi ư? Ly Qua im lặng một hồi rồi nói, cậu nhóc, đây là lỗi của tộc thần qua, có thể bỏ qua cho tộc thần qua ta không? Giọng điệu còn nghe ra một chút ý cầu xin. Diệp Quân vừa định nói,
Lúc này Tháp Gia ở một bên bỗng nói, nếu ngươi không muốn tha cho tộc thần qua thì cứ lắc đầu, nếu muốn tha thì gật đầu, những chuyện khác đừng hỏi cũng mặc kệ đi, gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Nghe thế Ly Qua nở nụ cười xót xa. Tộc thần qua của mình đã đắc tội với vị Tháp Gia này rồi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi lắc đầu. Tha cho tộc thần qua. Chẳng phải tộc thần qua đã một lần muốn mình chết rồi sao? Sao mình có thể tha cho đối phương? Mình lại chẳng ngốc. Thấy thái độ của Diệp Quân, Tiểu Tháp nhìn Ly Qua, không nói gì. Ly Qua im lặng một lúc, bà ta bỗng xoay người nhìn cường giả tộc thần qua ở cách đó không xa, bà ta bình tĩnh nói rõ ngọn nguồn sự việc xem. Bà ta muốn biết chân tướng của sự việc. Nếu chuyện lần này không phải lỗi của tộc thần qua thì bà ta sẽ dùng quan hệ năm đó để cứu tộc thần qua một con đường sống. Chỉ cần không phải là lỗi của tộc thần qua thì dù có là người mang thiên mệnh của đời này cũng không thể tiêu diệt tộc thần qua. Bất kỳ chuyện gì ở thế gian đều phải chú trọng đến đạo lý. Nghe Ly Qua nói thế, một ông lão tộc thần qua trong đó chậm rãi bước ra, Ly Qua không cảm xúc, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không được bỏ sót bất kỳ chuyện gì, không được thêm mắm dặm muối, không được bẻ cong sự thật, nếu không ta giết ngươi. Ông lão gật đầu sau đó bắt đầu nói. Ông ta nói rất tường tận, cũng kể lại chuyện lúc đầu Diệp Quân muốn gia nhập tộc thần qua. Nghe đến đây, hai tay Ly Qua siết chặt lại, bà ta lạnh lùng nhìn Ly Vân ở một bên, ánh mắt hiện lên sát khí. Khi nghe nói cuối cùng tộc thần qua không đồng ý Diệp Quân gia nhập vào tộc thần qua, bà ta liên tục lắc đầu. Lúc nghe tộc thần qua không chỉ từ chối Diệp Quân gia nhập vào mà còn hợp sức với tộc Chân Long giết Diệp Quân, ánh mắt bà ta trở nên lạnh lùng. Không lâu sau ông lão đã nói xong. Ly Qua đứng đó im lặng không nói gì. Lúc này bà ta chỉ có một suy nghĩ, tìm đường chết. Lúc này Ly Vân bỗng run rẩy nói, tiên tổ. Ly Qua bỗng vung tay lên. Vụt. Ly Vân chưa nói hết câu, cả người đã biến thành tro bụi. Bị giết chết. Tất cả cường giả tộc thần qua ngây người. Ly Qua bỗng vung tay phải lên, một nguồn năng lượng đáng sợ xuất hiện. Tất cả cường giả tộc thần qua lập tức biến thành tro bụi. Toàn bộ đều chết. Thấy thế, các cường giả tộc Chân Long bên dưới đều hóa đá. Diệp Quân cũng há hốc miệng. Chuyện này là sao vậy? Lúc này Ly Qua xoay người nhìn Diệp Quân, vẻ mặt khá phức tạp. Chuyện này là lỗi của tộc thần qua, ta đại diện cho tộc thần qua xin lỗi ngươi. Nói rồi bà ta ngừng một chốc, lại nói tất cả cường giả đỉnh cấp tộc thần qua đều ở đây. Ta đã giết chúng rồi, ngươi xem được rồi chứ? Diệp Quân nhìn Ly Qua, sau đó nói, sau này bà có trả thù ta không? Ly Qua lắc đầu, sẽ không, không tin thì ngươi có thể hỏi Tháp Gia của ngươi. Diệp Quân nhìn Tiểu Tháp im lặng, nó cũng không ngờ Ly Qua lại quả quyết tự tay giết hết cường giả tộc thần qua ở đây. Cực kỳ quả quyết, quyết đoán. Tiểu Tháp im lặng rồi bình tĩnh nói, yên tâm đi, bà ta sẽ không trả thù ngươi. Diệp Quân không nói gì. Ly Qua bỗng nhìn mấy Chân Long ở bên dưới, bà ta vung tay lên, một luồng sáng xoẹt qua. Vèo. Hàng trăm Chân Long ở đó đều bị luồng sáng này chém chết. Tất cả đều bị chém chết. Lúc này tộc Chân Long bị tiêu diệt. Thấy thế, Diệp Quân biến sắc, người phụ nữ này thực lực đáng sợ quá. Ly Qua nhìn Diệp Quân, mỉm cười, nếu ngươi cảm thấy không hài lòng. Ta có thể lập tức giết hết toàn bộ người tộc thần qua. Tiểu Tháp nhìn Ly Qua, thầm mắng, mẹ nó người phụ nữ này vẫn nhanh trí như trước. Sở dĩ người phụ nữ này giết các cường giả tộc thần qua quả quyết như thế thật ra là để kịp thời ngăn chặn tổn thất quá lớn. Nếu không làm thế thì người tộc thần qua bị giết chết không phải là những cường giả trước mặt này, mà là bị tiêu diệt hết thảy. Bây giờ bà ta làm thế tức là lấy lùi làm tiến. Hơn nữa còn tiện thể tiêu diệt luôn tộc Chân Long. Còn nói nếu không hài lòng, ta cũng giết hết toàn bộ người trong tộc để ngươi bất giận. Hàm ý khác trong lời nói là nếu ngươi nói không hài lòng, hình như bản thân cũng cảm thấy quá đáng. Tiểu Tháp nhìn Diệp Quân, thấy ánh mắt Diệp Quân không còn vẻ lạnh lùng nữa, nó biết tên này đã có quyết định. Thật ra bây giờ hắn cũng không còn tức giận nữa. Dù sao năm đó người phụ nữ này vẫn từng giúp tiểu chủ của nó. Mặc dù tộc thần qua có lỗi nhưng người phụ nữ này giải quyết như thế đã là đủ rồi. Diệt tộc cũng được. Nhưng quả thật không hợp lẽ lắm. Nghĩ thế Tiểu Tháp lắc đầu,
người phụ nữ này đúng là xảo quyệt. Diệp Quân ở một bên nhìn Ly Qua, sau đó nói, ta có thể tha cho tộc thần qua nhưng ta có một điều kiện. Lý Qua chớp mắt, khóe môi cong lên một độ cong không dễ nhìn thấy, người nói đi. Diệp Quân nói, ta bỏ qua cho tộc thần qua nhưng đây xem như bà nợ ta một ơn nghĩa. Ly Qua nói, chốt kèo. Nói rồi bà ta nở nụ cười tươi rói hơn. Lúc này bà ta cảm thấy vui mừng khôn xiết, đây là một niềm vui bất ngờ. Tiểu Tháp lắc đầu. Đứa trẻ ngốc. Người bảo bà ta nợ người một ơn nghĩa, người bị thiệt. Đúng là bị thiệt nhiều lắm. Lúc này Ly Qua bỗng nói, lần này tộc thần qua làm vậy là không đúng. Những gì bọn ta làm đã làm hại đến ngươi nên cá nhân ta nghĩ một ơn nghĩa không đủ, hai, ba ơn nghĩa đi. Để cảm ơn ngươi bỏ qua cho tộc thần qua, cá nhân ta nợ ngươi ba ơn nghĩa, kết thúc trong vui vẻ. Diệp Quân. Nói thật là Diệp Quân thấy hơi bất ngờ. Hình như vị tiên tổ của tộc thần qua trước mặt hắn khá dễ nói chuyện. Hơn nữa, dường như người này, rất tốt, khiến hắn thấy hơi ngại. Tuy hơi hoang đường nhưng đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Rõ ràng là tộc thần qua muốn giết chết mình cơ mà. Diệp Quân thấy hơi loạn não rồi. Tiểu Tháp đứng bên cạnh cứ lắc đầu mãi. Nó biết chắc chắn thằng nhóc lương thiện này sẽ không đấu lại người phụ nữ này đâu. Lúc này nó bỗng thấy hình như tiểu chủ trước đây cũng tốt lắm, ít nhất sẽ không bị người khác lừa gạt. Đương nhiên, nếu để nó chọn, nó vẫn chọn đi theo thằng nhóc này. Lúc tiểu chủ trước đây lừa gạt người khác thì không còn giống con người nữa cơ. Lúc này, Ly Qua bỗng nói, cậu nhóc, ta sắp đi rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu. Vừa nãy hắn nhắc đến yêu cầu ơn nghĩa này cũng là có nguyên do. Tiểu ca, hắn muốn tới đế tộc bất tử một chuyến để mượn kiếm, nếu tất cả thuận lợi thì tốt, nhưng nếu không, mình cũng còn có một con át chủ bài. Chuyện lần này khiến hắn hiểu ra một đạo lý. Lúc đánh nhau, người đông một chút vẫn tốt hơn. Ly Qua khẽ cười, sau đó nhìn Tiểu Tháp, Tháp gia, trước đây tộc ta có chỗ mạo phạm, mong hãy rộng lượng bỏ qua. Tiểu Tháp phất tay, thôi bỏ đi. Người nhà này đều thích mềm không thích cứng. Ly Qua gật đầu rồi nói, Tháp gia, sau này có duyên gặp lại. Nói rồi, bà ta hóa thành một làn khói xanh biến mất, nhưng lúc bà ta biến mất, một quyển trục bỗng xuất hiện rồi bay về hướng thần qua giới. Sau khi Ly Qua biến mất, Diệp Quân khẽ nói, Tháp gia, vì sao bà ấy lại phải giết những cường giả của tộc thần qua? Tiểu Tháp bình tĩnh đáp, giữ thể diện. Diệp Quân nhìn Tiểu Tháp, không hiểu, giữ thể diện sao? Tiểu Tháp gật đầu, nếu bà ta không giữ thể diện cho mình thì sẽ có người khác giúp bà ta giữ thể diện. Diệp Quân nhìn Tiểu Tháp, Tháp gia này có chuyện gì đó giấu mình. Diệp Quân lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa, sau đó nhìn Diệp Khải, Diệp Khải đệ, tất cả tài sản ở đây chúng ta chia làm ba, một phần cho nhà họ Diệp, hai phần còn lại huynh đệ ta chia đều. Đệ thấy sao? Chia tài sản trước đã. Diệp Khải cười đáp, được. Diệp Quân gật đầu, thế đệ đi cứu mấy người tộc trưởng đi. Vừa nãy Tháp gia nói cho hắn biết, đám người Diệp Tiêu vẫn còn sống. Vì đám Ngao Thiên bắt bọn họ tới đây chính là để dụ Diệp Quân hắn tới, thế nên vẫn chưa giết mấy người Diệp Tiêu. Diệp Khải khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía xa. Diệp Quân thì nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn khó chịu quá. Vì lúc trước bị ngọn long hỏa kia thiêu đốt nên bây giờ da rẻ toàn thân hắn đều đã bị bỏng, máu thịt lẫn lộn, trông cực kỳ thảm. Lúc này, hai bóng người bỗng xông tới. Người tới chính là Đạo Hòa Thượng và Nam Lăng Nhất Nhất. Vốn dĩ lúc hai người biết được tin Diệp Quân đến Chân Long Giới thì cũng đã đến đây, nhưng Chân Long Giới đã đóng giới nên họ không thể vào được, vẫn luôn bị cản ở bên ngoài. Mà bây giờ, tộc Chân Long bị diệt tộc. Kết giới cũng tự động phá giải. Lúc nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Diệp Quân, ánh mắt Đạo Hòa Thượng lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng một giây sau đó, ông ấy ngơ ra tại chỗ. Vì ông ấy nhìn xác Chân Long đầy mặt đất. Tộc Chân Long bị diệt tộc rồi sao? Đạo Hòa Thượng nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu óc trống rỗng như bị sét đánh. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng biến thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể Diệp Quân. Thật ra nó cũng bị thương. Không thể cứ ở bên ngoài mãi được. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất bỗng đi đến bên cạnh Diệp Quân, nhìn Diệp Quân thê thảm thế này,
Sắc mặt Nam Lăng Nhất Nhất trở tái mét, cô ấy run run nói, Diệp sư đệ, đệ. Diệp Quân nhếch miệng cười, không chết được. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, đệ xấu mất rồi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Phì. Nam Lăng Nhất Nhất bật cười, cô ấy khẽ nói, không sao, ta cũng đâu có chê đệ. Diệp Quân lắc đầu cười. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, có rất nhiều nghi vấn nhưng nhìn hắn thảm đến cỡ này nên cũng không hỏi gì. Lúc này, Diệp Khải dẫn theo đám người Diệp Tiêu tới bên cạnh Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, đám người Diệp Tiêu lập tức vây lại. Diệp Tiêu run giọng hỏi, Tiểu Quân, không sao chứ? Diệp Quân khẽ cười đáp, vẫn ổn ạ. Diệp Tiêu hạ giọng than, là bọn ta liên lụy các ngươi rồi. Diệp Quân lắc đầu, tộc trưởng đừng nói vậy, là ta liên lụy mọi người, liên lụy nhà họ Diệp. Diệp Tiêu lắc đầu, lại thở dài. Lúc này, Diệp Khải bỗng nói, tộc Chân Long đã bị diệt, chuyện này chắc chắn sẽ kinh động đến thế lực các phương, thế nên không tiện ở nơi này lâu thêm. Nói rồi, y nhìn Diệp Tiêu, tộc trưởng, ta hộ tống mọi người về Nam Châu. Đương nhiên đám người Diệp Tiêu không thích hợp ở lại Trung Thổ Thần Châu, nhà họ Diệp không có chút nền móng nào ở đây cả, hoàn toàn không phát triển được. Diệp Tiêu do dự một lát rồi gật đầu, được. Diệp Khải đi tới trước mặt Diệp Quân. Y lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân, Diệp Quân ca, ta đã chia tất cả tài sản và xác Chân Long của tộc Chân Long ra làm ba phần rồi, đây là của huynh. Nhẫn không gian của đám người tộc thần qua để lại ta cũng chia luôn trong chiếc nhẫn không gian này rồi. Diệp Quân gật nhẹ đầu rồi cất nhẫn không gian đi, sau đó nói, mọi người cẩn thận nhé. Diệp Khải khẽ gật đầu, y chần chừ rồi nói, Diệp Quân ca, có phải huynh muốn tranh số mệnh đại đạo không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Khải cười nói, ta cũng vậy. Diệp Quân mỉm cười, đây là chuyện tốt, đến lúc đó chúng ta có bạn đồng hành. Diệp Khải cười ha hả, đúng vậy. Diệp Quân ca, huynh dưỡng thương cho tốt, sau này còn gặp lại. Nói rồi, y dẫn đám người Diệp Tiêu mất hút phía chân trời. Diệp Quân nhìn bóng lưng đám người Diệp Khải rời đi, ánh mắt phức tạp. Giây phút tương phùng ngắn ngủi. Đương nhiên hắn có cảm tình với nhà họ Diệp. Lúc này, Đạo Hòa Thượng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, chúng ta cũng mau đi thôi. Tộc Chân Long bị diệt ở nơi này, chắc chắn đã kinh động đến các thế lực khắp nơi, nếu ta đoán không sai thì cường giả của các thế lực đó đang trên đường tới đây rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, đi thôi. Đương nhiên là bây giờ hắn không thể tự đi được, Đạo Hòa Thượng cầm lấy tay hắn rồi đưa cả hắn và Nam Lăng Nhất Nhất rời khỏi nơi đó. Chẳng mấy chốc sau, trong Chân Long giới bỗng có thêm mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ. Lúc nhìn thấy cảnh tộc Chân Long bị diệt tộc, chủ nhân của những luồng khí tức đó đều tỏ ra kinh hãi. Tộc Chân Long cứ thế mà không còn nữa sao? Rất nhanh, tin tộc Chân Long bị diệt tộc đã truyền khắp cả Trung Thổ Thần Châu. Diệt tộc là chuyện không được phép tồn tại trong Quan Huyên Pháp của Thư viện Quan Huyên. Nhưng Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu vẫn chưa kịp triển khai điều tra thì bọn họ lại đột ngột không điều tra nữa. Vì Tổng viện Thư viện Quan Huyên đã phái người tới. Trước cửa Thư viện, Viện trưởng Lục Triều Văn dẫn đầu các cường giả của Thư viện Quan Huyên đứng im lặng cung kính chờ đợi. Lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện cách đó không xa. Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, đeo thắt lưng tím, vòng eo thon gọn hiện rõ, tóc buộc đuôi ngựa dài đến eo. Dung mạo thanh tú, ánh mắt trong veo, bước đi ung dung, khí khái bất phàm. Trong tay cô ấy cầm một quyển sách cổ, trên sách có ba chữ lớn, Quan Huyên Pháp. Lúc này, Lục Triều Văn bỗng cung kính hành lễ với cô gái nọ, run giọng nói, Viện trưởng Trung Châu Lục Triều Văn bái kiến Diệp Chủ tịch. Diệp Chủ tịch, Diệp Quan chỉ, Chủ tịch Văn viện của Tổng viện Thư viện Quan Huyên, quyền thế. Ngập trời. Vì cô ấy có quyền điều động Quan Huyên vệ. Ở vũ trụ này, Quan Huyên vệ ra mặt, ai dám không tuân theo. Điều đáng sợ nhất là, cô ấy là đệ tử của viện chủ văn viện của Thư viện Quan Huyên Thư Hiền. Cả đời Thư Hiền chỉ có hai đệ tử. Người đầu tiên là Thanh Khưu. Vị đó là nhân vật truyền kỳ đã vô địch một thời. Có thể nói cô ấy và Thanh Khưu được xem như là đồng môn. Điều đáng sợ hơn nữa là, cô gái trước mặt này chưa tròn 20 tuổi. Đám người Lục Triều Văn vô cùng cung kính, còn hơi thấp thỏm nữa. Lần này,
Tổng viện phái một nhân vật quan trọng thế này đến Trung Thổ Thần Châu, điều này hơi khác thường. Lúc này, Diệp Quan chỉ bỗng dừng chân, cô ấy nhìn Lục Triều Văn nói, Lục viện trưởng, vào trong nói chuyện. Nói xong cô ấy đi vào trong thư viện quan huyên. Lục Triều Văn vội vã đứng dậy theo sau. Trong một biệt viện, Diệp Quan chỉ ngồi bên hồ, cô ấy nhìn đám cá đang bơi lội dưới nước. Lục Triều Văn cung kính đứng bên. Diệp Quan chỉ bỗng khẽ nói, Lục viện trưởng, nói suy nghĩ của ông về việc tộc Chân Long bị diệt tộc đi. Lục Triều Văn vội nói, ta đã điều tra chuyện này rồi, có liên quan đến Diệp Quân kia. Diệp Quan chỉ gật đầu, nói tiếp. Lục Triều Văn ngập ngừng rồi nói, có cần phải phái người truy nã Diệp Quân không? Diệp Quan chỉ nhìn Lục Triều Văn, bình tĩnh nói, tạm thời gác ân oán của Diệp Quân với tộc Chân Long sang bên. Chúng ta nói về chuyện giữa Diệp Quân và Thư Viện. Theo ta biết, vốn dĩ Diệp Quân là đệ tử của Thư Viện chúng ta, nhưng trong cuộc tỷ võ ở hạ giới, tộc Chân Long đã ra tay can dự vào tính công bằng của cuộc tỷ võ, ông có biết chuyện này không? Nghe hỏi, sắc mặt Lục Triều Văn chợt tái mét. Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm Lục Triều Văn, Lục viện trưởng, ta hiểu trong giang hồ không chỉ có chém chém giết giết, mà còn có nhân tình thế thái. So với một chàng trai nghèo không có gia thế gì thì đương nhiên tộc Chân Long và nhà họ An đáng để lôi kéo hơn. Lục Triều Văn bất chợt quỳ xuống, cúi gằm đầu. Diệp Quan chỉ bình thản nói, thư viện lấy gì để trị vì vũ trụ? Lấy pháp luật để trị. Kiếm chủ nhân gian thành lập nên thư viện chính là hy vọng thế giới này có thể vận hành theo pháp luật, hành xử công bằng. Cuộc tỷ võ ở hạ giới là con đường duy nhất của những người ở tầng lớp thấp, con đường này mà cũng không công bằng thì vô số đệ tử hàn môn làm gì còn có ngày xuất đầu lộ diện. Nói rồi, cô ấy khẽ lắc đầu, ở thời đại nào thì người khổ nhất mãi là người ở tầng lớp thấp. Rất nhiều người ở tầng lớp thấp cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng khó mà vượt lên trên người khác để thay đổi vận mệnh. Thư viện tổ chức tỷ võ ở khắp chư thiên vạn giới chính là muốn họ hiểu rằng chỉ cần họ cố gắng thì sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng, nói đến đây, cô ấy bỗng quay đầu nhìn Lục Triều Văn, ánh mắt lạnh lùng, tộc Chân Long của ông ta thật to gan, dám nhúng tay vào cuộc tỷ võ của thư viện quan huyên ta giữa ban ngày ban mặt, thế mà thư viện quan huyên ở hạ giới không một ai dám đứng ra ngăn cản, thật sự là một sai lầm cực lớn. Sắc mặt Lục Triều Văn lại càng tái hơn. Diệp Quan chỉ lạnh lùng nhìn Lục Triều Văn, Lục viện trưởng, chuyện cuộc tỷ võ ở hạ giới không phải là lỗi của ông, dù sao lúc đó ông cũng không biết chuyện. Nhưng sau này, tại sao ông lại cản trở thư tín tấu trình của Triệu viện trưởng ở hạ giới, ai cho ông cái gan đó? Lục Triều Văn run bần bật, không dám nói gì. Diệp Quan chỉ nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt lãnh đạm, thân là chủ của một viện, biết rõ cuộc tỷ võ ở hạ giới không công bằng mà ông không chỉnh đốn lại. Ngược lại còn để tộc Chân Long kia ức hiếp học sinh của thư viện ta, Lục viện trưởng, ông là một con chó của tộc Chân Long sao? Nghe hỏi, Lục Triều Văn lập tức bò xuống, run rẩy nói, Diệp chủ tịch, chuyện này có liên quan đến cả nhà họ An. Hỗn xược! Diệp Quan chỉ tức giận đùng đùng, ông muốn lấy nhà họ An ra làm cái cớ sao? Lục Triều Văn vội đáp, không dám. Diệp Quan chỉ bỗng gọi, người đâu? Vừa dứt lời. Một thị vệ mặc giáp bạc bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quan chỉ. Thấy thế, sắc mặt Lục Triều Văn trắng như tờ giấy. Quan huyên vệ, mặt Diệp Quan chỉ vô cảm nói, đánh chết vị An Phi của nhà họ An đã cấu kết với tộc Chân Long ngay trước cửa nhà họ An. Gia chủ hiện tại của nhà họ An không biết cách dạy kẻ dưới, không thích hợp làm gia chủ nhà họ An nữa, bảo họ chọn người khác đi. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ tất cả các đặc quyền của nhà họ An. Quan huyên vệ không hề phí bất kỳ lời nào, lập tức quay người rời đi. Còn Lục Triều Văn kia nghe hết lời này thì mặt xám như cho tàn. Toi rồi! Người này dám ra tay với cả nhà họ An. Ông ta toi hẳn rồi. Lúc này, Diệp Quan chỉ nhìn Lục Triều Văn, dùng quyền lợi thư viện cho ông để mưu đồ lợi ích riêng. Thân là viện trưởng, chắc ông đã thuộc nằm lòng quan huyên pháp rồi. Tội này nên xử thế nào? Nghe hỏi, Lục Triều Văn cười thê lương, không đáp. Diệp Quan chỉ nói, giải xuống. Dứt lời, một quan huyên vệ xuất hiện, đưa Lục Triều Văn đi. Diệp Quan chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, những năm trở lại đây, đám thế gia tông môn này đúng là ngày càng quá quát, không ngừng khiêu chiến giới hạn của thư viện.
Đám thế gia tông môn này phát triển đến hôm nay, rất nhiều thế lực trong số đó đã trở thành sâu mọt của thư viện, nên... Thận trọng lời nói. Lúc này, một bà cụ bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quan Chỉ. Bà cụ trầm giọng nói, chủ tịch, mong hãy thận trọng lời nói. Nói cho cùng thì thế lực của đám thế gia ở Trung Thổ Thần Châu này cũng chỉ đến thế, nhưng những thế gia, tông môn ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên thì lại khác. Bất cứ gia tộc nào cũng là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Diệp Quan Chỉ có thực lực, có thân phận, có bối cảnh, nhưng muốn thách thức những thế lực khổng lồ đó thì chỉ như lấy trứng chọi đá. Đừng nói là cô ấy, dù có là sư phụ của cô ấy Thư Hiền, viện chủ văn viện, cũng không thể đối đầu với những thế lực khổng lồ đó được. Chỉ sơ sẩy một chút thì muôn kiếp không trở mình được. Vẻ mặt Diệp Quan Chỉ vô cảm nói, bây giờ, những thế gia tông môn này đã thâm nhập vào khắp nơi trong nội bộ của Thư viện Quan Huyên, bọn họ đã hoàn toàn ảnh hưởng đến Thư viện, thậm chí còn sắp bóp méo cả giá trị và tín ngưỡng của Thư viện rồi. Nói đến đây, cô ấy khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia bất lực. Cô ấy không nói tiếp. Vì biết muốn thay đổi thư viện phải tự bảo vệ mình trước. Bây giờ mà thách thức những thế lực khổng lồ kia chính là tự tìm đường chết. Muốn cải cách không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết được. Thấy Diệp Quan Chỉ không nói thêm gì, bà cụ chợt thở phào một hơi. Diệp Quan Chỉ khẽ nói, năm xưa kiếm chủ không thể nào không nhìn ra được những vấn đề này, nhưng ngài ấy lại cứ để những vấn đề này tiếp tục lan tràn. Ngài ấy nghĩ thế nào vậy? Bà cụ cười khổ, nhà đầu, con không được phê bình viện trưởng. Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói, nếu không thể tự do phê bình thì lời khen ngợi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bà cụ im lặng. Diệp Quan Chỉ bỗng đứng dậy, khẽ nói, đi gặp vị Diệp công tử kia thử sao. Bà cụ nói, e rằng tộc Thiên Long Viễn Cổ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ánh mắt Diệp Quan Chỉ bỗng lạnh như băng. Bà cụ ngập ngừng rồi nói, nhà đầu. Lần này tộc Chân Long bị diệt ắt là vì Diệp quân kia, còn định xử lý cậu ta thế nào? Diệp Quan Chỉ khẽ lắc đầu, chúng ta có tư cách gì để xử lý hắn? Bà cụ trầm giọng nói, Quan Huyên Pháp không dung túng cho hành vi diệt tộc. Diệp Quan Chỉ lại lắc nhẹ đầu, đúng là Quan Huyên Pháp không cho phép, nhưng tộc Chân Long tới Nam Châu bắt cóc đám người nhà họ Diệp, lấy họ uy hiếp Diệp quân kia. Trong tình huống này... Sự phản kháng của Diệp quân được xem là phòng vệ chính đáng trong Quan Huyên Pháp. Bà cụ do dự rồi nói, có được xem là phòng vệ chính đáng không? Diệp Quan Chỉ bình tĩnh trả lời, người ta đóng cửa đánh ngươi, muốn giết ngươi và cả tộc của ngươi, trong tình huống này có phòng vệ thế nào cũng được xem là chính đáng cả. Nếu đổi lại là con cũng sẽ diệt toàn tộc Chân Long của ông ta. Nói rồi. Cô ấy dừng lại một lát rồi mới nói, thứ Quan Huyên Pháp xem trọng là sự công bằng, công chính. Nếu chúng ta chỉ cho phép tộc Chân Long làm hại người ta mà không cho phép người ta đánh trả thì Quan Huyên Pháp của chúng ta chẳng phải sẽ trở thành luật pháp cho kẻ ác hay sao? Thế nên, sự phản kháng của Diệp quân kia được xem là phòng vệ chính đáng, không có gì phải suy xét nữa. Bà cụ khẽ gật đầu, sau đó nói, con đi gặp cậu ta. Là vì, Diệp Quan Chỉ gật nhẹ đầu. Ngọn nguồn chuyện này là vấn đề của thư viện chúng ta, thư viện xử lý không công bằng mới khiến hắn bị đối đãi bất công, về tình về lý, thư viện chúng ta đều nên đến xin lỗi hắn. Nếu hắn bằng lòng gia nhập thư viện thì đương nhiên là chuyện tốt, nếu không muốn, chúng ta cũng nên bồi thường cho hắn. Nói xong, cô ấy đi ra ngoài. Bà cụ đi theo sau. Trên đường đi, bà cụ lại hỏi, Triệu viện trưởng ở hạ giới nên xử lý thế nào? Diệp Quan Chỉ trầm ngâm. Sau đó nói, tuy người này đã làm việc thất trách nhưng cũng có thể hiểu được, viện trưởng ở một nơi nhỏ bé đương nhiên không dám đối đầu với nhà họ An và tộc Chân Long. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, bà ấy cũng đã gửi thư kêu oan cho Diệp quân kia, điều này chứng minh bà ấy đã biết sai, nếu đã vậy thì cho bà ấy thêm một cơ hội nữa đi. Bà cụ nhìn Diệp Quan Chỉ, theo quy định của Quan Huyên Pháp, hình phạt nhẹ nhất cho hành vi của bà ấy là phế bỏ tu vi. Diệp Quan Chỉ lắc đầu, nếu hôm đó Triệu Tố đứng ra chống đối với tộc Chân Long và nhà họ An thì với thực lực của hai nhà kia, họ có thể tiêu diệt bà ấy trong nháy mắt. Đối diện với hai thế lực khổng lồ này, một viện trưởng thư viện nhỏ bé như bà ấy có thể làm gì được chứ? Nói rồi, cô ấy dừng lại một lát mới nói tiếp, hơn nữa, người này không thông đồng một ruột với tộc Chân Long, sau khi sự việc xảy ra đã dâng thư kêu oan cho Diệp Quân,
điều này cho thấy lòng bà ấy có chính nghĩa. Mà mục đích của việc trừng phạt là hy vọng dùng hình phạt nghiêm khắc để người phạm tội có thể thay đổi triệt để, làm lại con người mới, chứ không đơn thuần là phạt vì người đó phạm tội. Bà cụ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan chỉ lại nói cho cùng thì đó là vấn đề nội bộ của thư viện chúng ta, nếu không có thư viện ở Trung Thổ Thần Châu và nhà họ An giúp đỡ thì tộc Chân Long kia nào dám ngang ngược đến mức ngang nhiên phá hoại quy tắc cuộc tỷ võ. Lần này xử phạt nghiêm khắc Lục Triều Văn và nhà họ An chính là để những thư viện khác và những thế gia kia lấy đó làm gương, đặc biệt là những thế gia kia. Nói rồi, trong mắt cô ấy lóe lên tia lạnh lẽo, lúc sư tỷ Thanh Khư còn đương nhiệm thì đám thế gia kia còn kiêng dè chút ít, mà từ lúc sư tỷ. Bây giờ, tay của đám thế gia kia càng ngày vươn càng dài rồi. Bà cụ thầm thở dài. Bà ấy không dám bàn luận nhiều về chuyện của thư viện. Diệp Quan Chỉ cũng không nói thêm, cô ấy bước nhanh rồi biến mất ở phía xa. Đạo môn. Lúc này, Diệp Quân Trần như nhộng đang nằm trên giường, còn Nam Lăng Nhất Nhất đang bôi thuốc cho hắn. Trước đây bị long hỏa thiêu nên giờ toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn. Diệp Quân vốn muốn tự mình làm, nhưng tiếc là sau trận đại chiến, hắn không những bị long hỏa làm trọng thương mà chính hắn cũng kiệt sức, đừng nói là tự bôi thuốc, đến cử động còn khó khăn. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân không mảnh vải che thân trước mặt, cô ấy chớp mắt rồi nói, Diệp sư đệ đừng căng thẳng nhé, ta chỉ bôi thuốc cho đệ thôi, không làm gì khác đâu. Diệp Quân trần trừ rồi run giọng nói, sư tỷ, thế tỷ đừng sờ nữa được không? Mau bôi thuốc đi ạ. Diệp Quân thấy cực kỳ cạn lời. Từ lúc về đến giờ, vị sư tỷ này cứ sờ soạng từ đầu đến chân. Bôi thuốc đâu? Phải biết rằng hắn là một thanh niên thẳng bình thường đấy, sờ kiểu này ai mà chịu cho nổi. Cứ tiếp tục sờ thế này thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thế nên hắn mới vội lên tiếng ngăn cản. Nghe Diệp Quân nói, gương mặt Nam Lăng Nhất Nhất đỏ ửng. Cô ấy vội lấy ra một bình bạch ngọc, rồi nói, Diệp sư đệ, đây là phục túy dịch, linh dược cấp thiên, mới đầu sẽ hơi đau, để cố gắng nhịn chút nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Nam Lăng Nhất Nhất chậm chậm đổ phục túy dịch lên người Diệp Quân, một giây sau, Diệp Quân đã cau chặt mày. Đau. Cảm giác đó hệt như dùng dao cắt da thịt vậy, đau đớn không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn cố nhịn. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nói, thấy thế nào rồi? Diệp Quân hít sâu vào một hơi, nhoẻn miệng cười, vẫn ổn. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ gật đầu, cố gắng chút, rồi cô ấy bắt đầu xoa thuốc. Cô ấy làm rất nhẹ. Rất chân thành, cũng rất tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào hết. Hai người không nói gì, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên hơi mờ ám. Diệp Quân khẽ lắc đầu, xua tan những tạp niệm trong lòng. Hai mắt hắn dần nhắm lại, sau đó bắt đầu nghĩ về cuộc chiến lúc trước. Cuộc chiến với tộc Chân Long đã khiến hắn ý thức được mình nhỏ bé đến nhường nào. Dù bây giờ hắn đã trở thành một kiếm tiên, thực lực mạnh hơn lúc trước ít nhất 10 lần nhưng hắn vẫn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Con Thiên Long Viễn Cổ kia chỉ là một hình ảnh phản chiếu thôi đã có thể dễ dàng hủy diệt hắn, càng không cần phải nhắc đến vị Ly Qua mạnh hơn cả con Thiên Long kia ít nhất 10 lần. Cường giả thực thụ thật sự có thể hủy thiên diệt địa đấy. Còn mình, chẳng qua chỉ là một kiếm tiên nhỏ bé. Tuyệt đối không được có tâm lý tự mãn. Con người một khi đã tự mãn thì sẽ tự hạn chế bản thân. Phải đặt tầm nhìn của mình ra xa thêm một chút. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, ta muốn mạnh hơn nữa. Tiểu tháp bình tĩnh đáp, cứ từ từ. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, lại hỏi, tháp ra, người có giấu ta điều gì không? Tiểu tháp trả lời, không. Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp nói, có giấu chút ít. Diệp Quân nói, sao tiên tổ của tộc thần qua lại làm vậy? Đây là chuyện khiến hắn luôn cảm thấy ngờ vực. Sau một thoáng im lặng, Tiểu Tháp nói, ngươi thật sự muốn biết à? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp nói, thật ra bà ta cũng là hồng nhan chi kỷ của cha ngươi. Nghe vậy, Diệp Quân ngẩn người, hồng nhan chi kỷ sao? Tiểu Tháp bình thản đáp, đúng vậy, thế nên bà ta mới làm như vậy. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp ra, cha ta có bao nhiêu thê tử? Tiểu tháp đáp, nhiều lắm. Diệp Quân hơi cau mày, sao ông ấy lại trăng hoa đến vậy?
Tiểu Tháp nói, ông nội ngươi cũng có rất nhiều thê tử. Diệp Quân hơi bất ngờ, ông nội ta sao? Tiểu Tháp trả lời, đúng vậy. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Quân nói, phụ thân của ta đến ở rể, lại còn có nhiều hồng nhan chi kỷ. Thế này là hơi quá đáng rồi đấy. Tiểu Tháp nói, thế ngươi có muốn cưới vài nàng thê tử không? Diệp Quân đáp, ta có tiểu ca rồi. Tiểu Tháp nói, cưới thêm vài cô cũng không sao đâu. Diệp Quân do dự rồi nói, làm thế không tốt lắm. Nhỉ? Tiểu Tháp hỏi, có gì mà không tốt? Diệp Quân thành thật nói, một người sao có thể thích hai người cùng một lúc được chứ? Tiểu Tháp nói, chỉ cần đôi bên tình nguyện thì cũng có thể mà. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy cưới hai thê tử không tốt thì đừng cưới ai cả. Chỉ cần không cưới ai hết thế thì ngươi có vài hồng nhan chi kỷ cùng một lúc có gì không được. Giống như có thêm vài người bạn vậy mà. Nó dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, lời này không phải do ta nói đâu, đây là cha ngươi nói đấy. Diệp Quân khẽ lắc đầu, cha ta. Thôi bỏ đi. Con trai đi bình phẩm cha ruột cũng không hay cho lắm. Tiểu Tháp nói, không nói chuyện này nữa. Ngươi dưỡng thương cho tốt trước đã, sau khi khỏe lại thì có thể chăm chỉ tu luyện. Tích góp của tộc Chân Long đủ để ngươi dùng trong thời gian rất rất dài. Tài sản của tộc Chân Long. Nghe thế, khóe miệng Diệp Quân khẽ nhếch lên. Lần này hắn lấy được 700 vạn kim tinh từ tộc Chân Long, không chỉ thế, còn có 10 vạn tiên tinh nữa. Tiên tinh chính là linh tinh cấp cao hơn kim tinh, linh khí vô cùng dồi dào, chỉ linh mạch cấp thiên mới sản sinh ra được loại linh khí này. Có thể nói, một viên tiên tinh bằng với 100 viên kim tinh, cực kỳ quý giá. Ngoài ra, bây giờ hắn có gần 100 cái xác chân long. Đây là khái niệm gì? Nếu đem bán một con chân long, mà thật ra hắn cũng không biết bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn sẽ không rẻ đâu. Tóm lại là giàu to rồi. Tuy bị thương nặng nhưng hắn vẫn cực kỳ vui mừng. Lần này, thực lực không chỉ tăng đột biến mà còn đạt được nhiều thần vật thế này. Diệp Quân khẽ nói, lần này đúng là có cái may trong cái rủi. Nói rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyên tâm trị thương. Mau chữa lành vết thương mới tu luyện lại được. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng truyền đến từ sau lưng Nam Lăng Nhất Nhất, có Diệp công tử ở đây không? Giọng nói này vừa cất lên, cả Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất đều giật cả mình. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn, một cô gái mặc trường bào đang đứng trước cửa, tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm một chiếc quạt giấy, vô cùng khí khái. Người đến chính là Diệp Quan Chỉ. Ánh mắt Diệp Quan Chỉ bỗng rơi trên người Diệp Quân, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Quân thì cô ấy hơi sững sờ, sau đó cười nói, xem ra bây giờ không tiện lắm. Nói rồi cô ấy lùi sau một bước, ra bên ngoài cửa. Trong phòng, Nam Lăng Nhất Nhất và Diệp Quân bốn mắt nhìn nhau, Diệp Quân lắc đầu, không quen. Nam Lăng Nhất Nhất cũng lắc đầu, ta cũng không quen. Diệp Quan Chỉ đứng ngoài cửa khẽ cười, chào Diệp công tử, ta là người của Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên đề phòng, không phải đến đây vì chuyện tộc Chân Long bị diệt tộc đấy chứ. Diệp Quan Chỉ bỗng nói, Diệp công tử, ta có thể vào trong nói chuyện với ngươi không? Diệp Quân suy nghĩ rồi nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, sư tỷ, che lại giúp đệ. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, sau đó kéo chăn lên đắp cho hắn. Diệp Quân nói, vào đi. Diệp Quan Chỉ bước vào, cô ấy nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, khẽ cười rồi đi tới trước mặt Diệp Quân. Sau đó, cô ấy lấy ra một chiếc bình bạch ngọc đưa cho Diệp Quân, Diệp công tử, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng, đan dược này có tác dụng với ngươi. Diệp Quân vừa định từ chối thì Nam Lăng Nhất Nhất đứng bên cạnh nhìn thấy chữ trên bình bạch ngọc, kinh ngạc hô lên, Thánh Nguyên Đan, đây là đan dược cấp tiên trong truyền thuyết. Cấp tiên. Diệp Quân hơi sao động, trên cấp thiên chính là cấp thánh, mà trên cấp thánh là cấp tiên đấy. Đan dược cấp tiên không phải chân quý bình thường thôi đâu. Không đúng, một viên đan dược cấp thánh đã rất chân quý rồi. Nghề nghiệp cao quý như luyện dược sư, ở Trung Thổ Thần Châu cũng chẳng được mấy người. Tuy Nam Lăng Nhất Nhất cũng rất sao động nhưng không nhận lấy mà nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Diệp Quan Chỉ, các hạ có ý gì? Diệp Quan Chỉ khẽ cười, Diệp công tử, ta không hề có ác ý, hôm nay ta đến đây là để thay mặt Thư viện Quan Huyên tới xin lỗi ngươi. Diệp Quân hơi nhíu mày, xin lỗi sao?
Diệp Quan chỉ gật đầu, chuyện tỷ võ ở hạ giới là lỗi của thư viện, để ngươi phải chịu uất ức và đối đãi bất công, rất xin lỗi. Diệp Quân nhìn Diệp Quan chỉ, hơi bất ngờ. Diệp Quan chỉ lại nói, Diệp công tử, nếu ngươi bằng lòng về thư viện sẽ... Diệp Quân lắc đầu, không cần đâu. Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quân, thư viện sẵn lòng phá lệ vì Diệp công tử, để Diệp công tử tới tu hành ở Tổng viện. Nghe lời này, sắc mặt Nam Lăng Nhất Nhất bỗng thay đổi. Đến Tổng viện thư viện Quan Huyên. Đây là một cơ hội cực kỳ lớn. Nhưng Diệp Quân vẫn lắc đầu, không cần. Sau một hồi im lặng, Diệp Quan chỉ khẽ gật đầu, Diệp công tử, ta thay mặt thư viện xin lỗi ngươi thêm một lần nữa. Nếu ngươi bằng lòng quay lại thì thư viện vẫn luôn mở rộng cửa chào đón ngươi. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi, ta không làm phiền nữa. Nói rồi cô ấy định rời đi. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất bỗng nói, tộc Thiên Long Viễn Cổ thuộc Tổng viện thư viện Quan Huyên, bọn họ có trả thù sư đệ ta không? Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói, ngoài mặt thì họ không dám. Sắc mặt Nam Lăng Nhất Nhất u ám hẳn, thế trong tối thì sao? Diệp Quan chỉ gật đầu, trong tối, chắc chắn bọn họ sẽ báo thù. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn chằm chằm Diệp Quan chỉ, cô là người của Tổng viện Thư viện Quan Huyên sao? Diệp Quan chỉ gật đầu, đúng vậy. Tổng viện. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, hắn không ngờ người của Tổng viện Thư viện Quan Huyên lại đến đây. Nam Lăng Nhất Nhất do dự một lát rồi hỏi, nhà họ An thì sao? Sau một thoáng im lặng, Diệp Quan chỉ nói, ta chỉ có thể ràng buộc họ ngoài mặt thôi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ âm thầm đối phó với Diệp công tử. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan chỉ, thế phải làm sao? Diệp Quan chỉ im lặng một hồi lâu, trầm giọng nói, cô nương, nói thật lòng thì mọi chuyện bắt nguồn từ bọn họ, ta cũng đã trừng phạt họ rồi, nhưng ta biết chắc chắn họ sẽ trả thù. Thế nhưng nếu họ không quang minh chính đại trả thù thì ta cũng hết cách. Dù sao thì vẫn có sự khác biệt giữa muốn phạm tội và vẫn chưa phạm tội. Diệp Quân bỗng nói, nếu bây giờ tộc Thiên Long Viễn Cổ và nhà họ An trả thù ta thì cô sẽ làm thế nào? Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quân, nếu bây giờ tộc Thiên Long Viễn Cổ trả thù ngươi thì ta sẽ ra lệnh cho Quan Huyên vệ xử lý bọn họ. Sau đó bắt đầu thủ tục buộc tội tộc Thiên Long Viễn Cổ, cuối cùng nội các thư viện sẽ định tội họ. Nhưng kết quả thế nào thì ta không dự liệu trước được. Diệp Quân nhìn Diệp Quan chỉ, nếu là nhà họ An thì sao? Diệp Quan chỉ suy nghĩ rồi đáp, ta sẽ cố gắng hết sức ngăn cản, đồng thời bắt đầu thủ tục buộc tội nhà họ An. Diệp Quân cười nói, theo cô thì kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Diệp Quan chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân, kết quả cuối cùng là Diệp công tử sẽ chết oan chết uổng. Diệp Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi, không có công đạo, phải không? Diệp Quan chỉ thở dài, có công đạo. Nhưng cần phải có thực lực mới tranh được. Đây, chính là hiện thực. Diệp Quân lắc đầu cười. Diệp Quan chỉ lại nói, Diệp công tử, từ khi thư viện thành lập đến nay đã làm rất nhiều việc cho vũ trụ, nhưng đồng thời nội bộ thư viện cũng tồn tại một số vấn đề nhất định, đây là sự thật. Nhưng ta vẫn rất có lòng tin vào thư viện, ta tin, thư viện sẽ ngày càng tốt hơn. Diệp Quân nhìn Diệp Quan chỉ, khẽ nói, cô nương là một người tốt. Nếu thư viện có nhiều người như cô hơn một chút thì chắc chắn sẽ ngày càng tốt. Diệp Quan chỉ khẽ cười, đa tạ Diệp công tử đã đề cao. Diệp công tử vẫn nên cẩn thận hơn về chuyện của nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Cô ấy dừng lại rồi mới nói tiếp, đề nghị của cá nhân ta là Diệp công tử phải cố gắng nâng cao bản thân, khi đối mặt với cường quyền và sự bất công, thứ công tử có thể làm được chính là phải mạnh mẽ hơn chúng. Tuy ta đã học Quan Huyên Pháp cả đời mình nhưng phải công nhận rằng đôi lúc nắm đấm còn có hiệu quả hơn Quan Huyên Pháp. Diệp Quân khẽ cười, đa tạ đề nghị của cô. Diệp Quan chỉ gật đầu, cáo từ. Nói rồi cô ấy quay người rời đi. Diệp Quân nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Quan chỉ, không biết đang nghĩ gì. Lúc Diệp Quan chỉ rời khỏi căn phòng, cô ấy bỗng quay đầu nhìn, ở một nơi gần đó, Đạo Hòa Thượng cũng đang nhìn cô ấy. Diệp Quan chỉ khẽ cười sau đó đi ra ngoài. Đạo Hòa Thượng bỗng hỏi, hắn có hy vọng tranh đoạt số mệnh đại đạo không? Diệp Quan chỉ dừng bước, sau khi trầm ngâm một hồi, cô ấy nói, trước mắt thì không. Đạo Hòa Thượng hơi híp mắt, hắn là kiếm tiên đấy. Diệp Quan chỉ gật đầu, tuổi trẻ như vậy đã đạt đến kiếm tiên, dù ở Tổng viện cũng hiếm mà thấy được. Nhưng,
Nói rồi cô ấy lắc đầu, rất xin lỗi, nhưng trước mắt hắn thật sự không có cơ hội thắng, vì ta đã gặp hai vị kia của yêu tộc và hệ ngân hà rồi. Sắc mặt đạo hòa thượng tối sầm xuống. Lúc này, Diệp Quan chỉ khẽ cười, đạo tiền bối, ông cũng đừng nản lòng, càn khôn xoay chuyển, chúng sinh đều có cơ hội. Đạo hòa thượng lắc đầu, cô nương, thật sự không dám nhận hai chữ tiền bối này. Cô gái trước mặt tuy rất nhỏ tuổi nhưng thực lực tuyệt đối có thể đàn áp ông ấy. Là đàn áp đấy. Nhân vật thế này, ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên tuyệt đối phải là sự tồn tại vô cùng nghịch thiên. Diệp Quan chỉ quay người nhìn đạo điện, khẽ nói, Thư viện Quan Huyên và đạo môn cũng có chút quan hệ sâu xa, đạo môn bây giờ lụi tàn. Thật đáng tiếc. Nói rồi cô ấy quay người rời đi. Đạo hòa thượng đứng đó nhìn Diệp Quan chỉ rời đi, im lặng không nói gì. Trong phòng, Nam Lăng Nhất Nhất vừa mở bình bạch ngọc ra nhìn lướt qua thì kinh ngạc thốt lên, có 5 viên đan dược cấp tiên. 5 viên. Vẻ mặt Diệp Quân sao động, Diệp Quan chỉ kia rộng lượng đến vậy sao? Nam Lăng Nhất Nhất vội đổ ra một viên rồi cho vào miệng Diệp Quân. Diệp Quân vừa uống vào thì một luồng ánh sáng xanh bỗng tỏa ra từ trong cơ thể hắn, sau đó, vết thương toàn thân hắn lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thấy cảnh này, Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất đều sững sờ. Rất nhanh, những vảy da chết trên người Diệp Quân đã lột hết ra, chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục lại bình thường. Diệp Quân thầm kinh hãi. Trên đời này lại có kỳ dược trị thương khủng khiếp đến độ này, đúng là được mở mang tầm mắt. Nam Lăng Nhất Nhất cũng kinh ngạc nói, đan dược này khiếp thật đấy. Diệp Quân lắc đầu cười, xem ra thân phận của Diệp Quan chỉ kia không tầm thường đâu. Một lát sau, Diệp Quân đã có thể hoạt động bình thường, thế nên hắn nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, sư tỷ, ta phải mặc đồ vào rồi. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, được. Diệp Quân do dự rồi nói, hay là tỷ tránh mặt đi một lúc. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, ta đã nhìn thấy hết rồi. Không sao đâu. Diệp Quân đơ người ra. Nam Lăng Nhất Nhất che miệng cười, sư đệ ngốc, triều đệ đấy. Nói xong cô ấy đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Nam Lăng Nhất Nhất đi, Diệp Quân dậy mặc áo quần xong thì ra khỏi phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, lúc này đã chập choạng, phía chân trời một mảng đỏ sẫm, đẹp như tranh vẽ. Diệp Quân ngồi trên bệ đá, hắn xòe tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ về kiếm hành đạo, khẽ nói tiểu ca, tộc chân long đều chết hết rồi. Huynh, hơi nhớ muội rồi. Đế tộc bất tử. Nghĩ đến gia tộc hùng mạnh này. Mắt Diệp Quân ánh lên tia kiên định. Thực lực. Chỉ khi có thực lực mạnh mẽ, hắn mới có thể mượn kiếm Thanh Huyên từ đế tộc bất tử được. Diệp Quân bỗng đứng dậy, ngự kiếm, trong nháy mắt hắn đã mất hút phía chân trời. Đến Tiên Bảo Các tu luyện. Việt Thành. Trong Tiên Bảo Các, quản sự Tiên Bảo Các Việt Thành Trần Điều đang ngồi trên ghế, lặng thinh. Lúc này, một chàng trai bước vào trong điện, trông chàng trai chỉ mới 20. Thân hình mập mạp, tròn như trái banh. Thấy chàng trai, Trần Điều bình tĩnh hỏi, xử lý ta thế nào? Chàng trai cười nói, xem ra ông đã biết kết cục của mình rồi. Trần Điều gật đầu. Sau khi tộc chân long bị diệt, ông ta đã biết kết cục của mình rồi. Chàng trai mập mạp nói, xử chết. Nghe vậy, đồng tử Trần Điều co rút, lập tức đứng lên, tuy ta có tội nhưng cũng không nặng đến độ phải chết. Chuyện này... Chàng trai mập mạp cười khẩy, ta còn tưởng ông không sợ chết cơ đấy. Trần Điều nhìn chàng trai mập mạp, ông ta do dự rồi hỏi, các hạ là. Chàng trai mập mạp bỗng cởi áo bào, dưới áo bào có treo một cái túi màu vàng, nhìn thấy chiếc túi nhỏ này, đồng tử Trần Điều rút lại, run giọng nói, túi vàng. Tiên Bảo Các có rất nhiều phân hội, đương nhiên cũng có rất nhiều quản sự. Quản sự cũng được phân cấp bậc. Mà điểm để phân biệt những quản sự này chính là màu của túi, từ thấp đến cao lần lượt là túi đồng, túi bạc, túi vàng, và túi trắng trong truyền thuyết. Túi trắng là túi của các chủ Tiên Bảo Các đời đầu tiên. Nhìn thấy túi trắng như nhìn thấy các chủ. Còn túi vàng thì chỉ có quản sự ở Tổng Các tại Vũ Trụ Quan Huyên mới có. Trần Điều không ngờ lần này bên trên lại cử một vị quản sự túi vàng đến. Mà điều ông ta càng không ngờ đến hơn là chàng trai có túi vàng này lại trẻ đến vậy. Chàng trai mập mạp ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên nói, ta có thể hiểu việc ông muốn đầu tư vào tộc chân long,
dù sao so với Diệp Quân kia, tộc Chân Long có tiềm lực hơn. Tiếc là, ông không nên sử dụng lực lượng của Tiên Bảo Các để giúp tộc Chân Long, điều kỵ nhất trong các là mượn quyền để mưu lợi riêng. Trần Điều run run, nói cho cùng thì chuyện này cũng chỉ là một chuyện nhỏ, sao lại thu hút được sự chú ý từ Tổng Các. Chàng trai mập mạp cười nói, vì Diệp Chủ tịch của Thư viện đã gửi tin cho Tổng Các, nói ông mượn quyền mưu lợi riêng. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Điều cứng đờ. Chàng trai mập mạp khẽ lắc đầu, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng là trong cuộc chiến ở Chân Long giới, tiên tổ tộc thần qua đã xuất hiện, nhưng kết quả cuối cùng lại là tộc Chân Long diệt tộc, đám cường giả của tộc thần qua đều bị giết. Chúng ta không biết quá trình như thế nào nhưng kết quả thì rất rõ ràng. Đó chính là, vị tiên tổ ly qua của tộc thần qua cũng không thể đánh lại người đứng sau lưng vị Diệp công tử này. Sắc mặt Trần Điều lại càng trắng bệch. Chàng trai mập mạp lại nói, mượn quyền mưu lợi riêng thật ra không là gì cả, tiếc là ông đã chọn sai người để đầu tư. Sắc mặt Trần Điều xám như cho tàn, Tổng Các muốn xử lý ta như thế nào? Chàng trai mập mạp thản nhiên nói, giết gà dọa khỉ. Trần Điều cười thê lương, người đứng sau lưng Diệp Quân hắn mạnh đến đâu thì có mạnh qua nhà họ An không? Chàng trai mập mạp bưng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi nói, cái này thì ta không biết, điều ta biết là người đó chắc chắn mạnh hơn ông. Hơn nữa, ông muốn nhờ tộc Chân Long để vào phe nhà họ An, tiếc là nhà họ An còn không biết đến sự tồn tại của ông. Nói rồi y khẽ lắc đầu, làm người, đừng nên làm con chó nịnh nọt. Nịnh nọt bỡ đỡ, đến cuối cùng không còn lại gì. Vẻ mặt Trần Điều cứng nhắc. Chàng trai mập mạp bỗng nói, vĩnh biệt. Dứt lời, Trần Điều kia lập tức bị thiêu cháy, hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Lúc này, chàng trai mập mạp bỗng nói, cho cô ấy vào. Lời vừa dứt, một cô gái chậm rãi bước vào trong điện. Người đến chính là Mạc Nhã của Ung Thành. Chàng trai mập mạp cười nói, bắt đầu từ bây giờ, cô chính là quản sự của Việt Thành. Mạc Nhã kinh ngạc, chuyện này. Chàng trai mập mạp khẽ cười, không muốn làm quản sự của Việt Thành à. Mạc Nhã vội đáp, đương nhiên không phải vậy, chỉ là thấy hơi khó tin. Nói rồi, cô ta do dự rồi hỏi, vì chuyện của Diệp công tử kia sao? Chàng trai mập mạp cười, đúng vậy. Cuối cùng tảng đá đè trong lòng cô ta đã được gỡ xuống. Cô ta cược đúng rồi. Trong lòng không khỏi khấp khởi vui mừng. Chàng trai mập mạp nhìn Mạc Nhã, cười hỏi, vì sao cô lại muốn kết thiện duyên với Diệp công tử kia? Mạc Nhã suy nghĩ rồi đáp, thứ nhất, hắn là một người rất khá. Thứ hai, hắn có thể đánh thắng An Mục của nhà họ An và thiếu tộc trưởng của tộc Chân Long. Thứ ba, dù hắn có thua thì ta cũng không thiệt thòi gì, nhưng nếu hắn thắng thì ta sẽ lời to. Ha ha! Chàng trai mập mạp bỗng cười lớn, cười đến nỗi thịt toàn thân y rung cả lên. Mạc Nhã nhìn y, không nói gì. Một lúc sau... Chàng trai mập mạp cười nói, tương lai của cô rộng mở lắm đấy. Mạc Nhã cung kính hành lễ, đa tạ trưởng lão đã xem trọng. Chàng trai mập mạp đứng dậy, sau này giao cho cô quản lý chỗ này, ta đi đây. Mạc Nhã do dự rồi nói, ta vừa biết Diệp công tử kia đã đến đây, trưởng lão có muốn gặp mặt không? Chàng trai mập mạp cười hỏi, cô có muốn ta gặp hắn không? Mạc Nhã cung kính hành lễ, tuy thuộc hạ có lòng riêng nhưng cũng biết vẹn toàn cho đại cục. Nhân vật như Diệp công tử, ta có thể kết thiện duyên với hắn bằng một ân huệ, đó đã là cực hạn. Nếu trưởng lão cảm thấy Diệp công tử có tương lai sáng lạn thì có thể đích thân kết bạn với hắn, lôi kéo một nhân tài cho Tiên Bảo Các chúng ta. Cô ta biết, duyên phận giữa mình và Diệp quân nhiều nhất chỉ đến đây thôi. Còn người trước mặt cô ta đây mới là người thật sự có thể quyết định được số phận của mình. Mà cô ta có thể nhìn ra được, Tổng Các Tiên Bảo Các cũng rất xem trọng Diệp Quân, nếu không thì cũng không phái người từ Tổng Các đến đây. Thế nên cô ta đoán chắc rằng, dù cô ta không nói ra thì vị này cũng sẽ đến gặp Diệp Quân. Nếu đã vậy, sao cô ta không chủ động nói ra? Dù sao thì mối quan hệ với Diệp Quân, chắc chắn người ta cũng sẽ lấy đi thôi. Chàng trai mập mạp nhìn Mạc Nhã một lát rồi cười nói, đúng là ta đã đánh giá cô hơi thấp rồi. Thể hiện cho tốt, tương lai vẫn có cơ hội vào Tổng Các. Nói rồi y quay người rời đi. Mạc Nhã đứng đó hít sâu vào một hơi, mừng như điên. Trong sảnh Tiên Bảo Các, Diệp Quân ngồi đó,
Lần này hắn đến chính là để gặp Mạc Nhã. Ngoài việc đến tu luyện, còn đến để cảm tạ. Lúc trước xảy ra xung đột với tộc Chân Long, Mạc Nhã đã giúp hắn rất nhiều. Đúng lúc này, một chàng trai mập mạp bỗng bước vào trong sảnh. Diệp Quân nhìn chàng trai mập mạp, y cười nói, Diệp công tử, làm quen một chút, ta tên là Tần Phong, huynh có thể gọi ta là Lão Tần. Diệp Quân hơi bất ngờ, huynh là. Tần Phong cười nói, ta được xem là cấp trên của Mạc Nhã cô nương. Diệp Quân khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Tần Phong bỗng nói, Diệp công tử, ta thay mặt Tiên Bảo Các xin lỗi huynh. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Tần Phong cười khổ, thật không dám giấu, trước đây hành tung của Diệp công tử bị lộ là vì quản sự của Tiên Bảo Các ở Việt Thành Trần Điều đã câu kết với tộc Chân Long, ông ta đã dùng hệ thống tình báo của Tiên Bảo Các để giúp tộc Chân Long. 2. Nghe vậy, Diệp Quân im lặng, trước đây hắn còn không hiểu vì sao tộc Chân Long lại tìm được mình, hóa ra là vậy. Tần Phong lại nói, Trần Điều kia đã bị ta xử chết rồi, nhưng ta vẫn thấy không phải cho lắm. Nói rồi, y bỗng lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân, Diệp công tử, đây là chút tâm ý của Tiên Bảo Các, mong huynh nhận cho. Diệp Quân nhìn sơ qua, trong nhẫn không gian có đến 100 vạn kim tinh. Một số tiền lớn. Diệp Quân hơi sửng sốt, hào phóng quá vậy. Tần Phong lại nói, bọn ta biết Mạc Nhã cô nương và Diệp công tử là bạn nên đã cất nhắc cô ấy lên làm quản sự Tiên Bảo Các ở Việt Thành rồi, sau này Diệp công tử có việc gì có thể trực tiếp đến đó tìm cô ấy. Diệp Quân nhìn Tần Phong, sau đó nói, Tần huynh, mạo muội hỏi một câu, người chống lưng cho ta mạnh lắm sao? Hắn biết người ta khách sáo với mình như vậy chắc chắn là có nguyên do. Vì cha mình. Hay là vì tỷ tỷ váy trắng? Tần Phong im lặng. Câu hỏi này của huynh. Khiến ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có mạnh hay không lẽ nào huynh không biết? Diệp Quân chân thành nói, ta rất muốn biết. Tần Phong nhìn Diệp Quân rồi đáp, Diệp huynh, ta nhìn ra được huynh không phải là kẻ thích nịnh nọt. Thế ta cũng nói thẳng, thật ra ta cũng không biết người chống lưng cho huynh có mạnh hay không. Huynh, cũng không biết à? Diệp Quân suy nghĩ. Sau đó thở dài, huynh cứ xem như người chống lưng cho ta rất mạnh đi. Tần Phong ngẩn cả người ra. Thật ra Diệp Quân biết, chắc chắn Tháp Gia có giấu hắn chuyện gì đó. Nhưng bây giờ hắn cũng không để tâm cho lắm. Điều bây giờ hắn để tâm chính là thực lực. Sống trên đời này, có thực lực là có tất cả. Bản thân mạnh mới là thực sự mạnh. Tần Phong nhìn Diệp Quân, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào chính tên này cũng không biết thân thế của mình? Y điều tra được rằng Diệp Quân là con nuôi của nhà họ Diệp, nhưng thân phận cụ thể thế nào thì không tra được. Trước mắt xem ra, thân phận của Diệp Quân chắc chắn không đơn giản. Đương nhiên, chính con người Diệp Quân cũng không đơn giản. Kiếm Tiên 17 tuổi. Đừng nói là ở Trung Thổ Thần Châu, cho dù ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng được xem là thiên tài. Thiên tài cỡ này. Một khi trở thành kiếm đế thì quả thực quá có sức ảnh hưởng. Phải biết rằng, cả Tổng viện Thư viện Quan Huyên mới chỉ có 3 vị kiếm đế thôi. Nghĩ đến đây, Tần Phong cười nói, Diệp huynh, ở thời thế này, thân phận và bối cảnh đương nhiên là quan trọng, nhưng ta cảm thấy sự nỗ lực của mỗi người càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta không được làm hậu nhân của thế lực hùng mạnh thì chính chúng ta sẽ làm thế lực hùng mạnh. Diệp Quân khẽ cười, nói rất hay, Tần huynh. Câu nói này hợp ý ta lắm. Tần Phong cười ha hả. Diệp Quân trầm giọng nói, Tần huynh, ta muốn vào địa điểm tu luyện của Tiên Bảo Các để tu luyện. Tần Phong cười nói, được. Diệp Quân cười đáp, đa tạ. Tần Phong cười ha ha, khách sáo quá. Không biết Diệp huynh muốn tu luyện về cái gì. Diệp Quân trầm giọng nói, trọng lực thời không. Tần Phong hỏi, theo ta được biết thì Diệp huynh đã thích ứng được với trọng lực thời không cấp 15 rồi nhỉ? Diệp Quân gật đầu, Tiên Bảo Các còn có nơi nào tu luyện trọng lực thời không cao cấp hơn không? Tần Phong cười trả lời, có, đi theo ta. Nói rồi y quay người đi. Diệp Quân đi theo. Một lát sau, Tần Phong đã dẫn Diệp Quân đến một đại điện màu đen. Tần Phong nhìn Diệp Quân, nơi đây là địa điểm tu luyện cao cấp nhất ở Việt Thành. Tu luyện ở đây một ngày phải mất phí 2 vạn kim tinh. Nghe thế, Diệp Quân chần chừ rồi nói, có thể bớt chút không? Tuy bây giờ hắn có chút tiền,
nhưng hắn cảm thấy vẫn nên tiết kiệm một chút. Phải suy nghĩ cho ngày sau nữa. Tần Phong cười ha hả, ta miễn phí cho huynh một tháng. Diệp Quân lắc đầu cười, thế thì không hay lắm. Tần Phong lại nói, có gì không hay đâu, cứ xem như là để ta kết bạn với huynh. Đương nhiên, nếu huynh chê ta thì phải bàn lại. Diệp Quân cười khổ, Tần huynh nói quá rồi. Tần Phong cười phớ lớ, Diệp huynh, vào đi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, được. Tần Phong bỗng hỏi, huynh muốn bắt đầu từ cấp 16, hay là? Diệp Quân trầm giọng nói, bắt đầu từ cấp 16 trước. Tần Phong gật đầu, được. Diệp Quân vừa bước vào đại điện, một sức mạnh trọng lực thời không khủng khiếp ép lên người hắn, mà hắn chỉ hơi nhíu mày. Một lúc sau, Diệp Quân bỗng nói, Tần huynh, cấp 17. Bên ngoài, Tần Phong gật đầu, phất tay ra hiệu. Rất nhanh, trọng lực thời không trong đại điện tăng lên cấp 17. Trong điện, Diệp Quân dần nhắm hai mắt lại, một lúc sau hắn nói, Tần huynh, cấp 18. Cấp 18. Tần Phong hơi nheo mắt, khẽ phất tay phải. Trong điện, trọng lực thời không tăng lên cấp 18. Mà lúc này, Diệp Quân bỗng nói, Tần huynh, cấp 20. Ánh mắt Tần Phong chăm chú, cấp 20, thế này thì hơi trái lẽ thường rồi. Diệp Quân mới chỉ tới cảnh giới phá không thôi. Trong những người mà y quen biết, chưa có ai ở cảnh giới phá không mà có thể chịu đựng được trọng lực thời không cấp 20 cả, dù là thiên tài yêu tộc có thân xác cực kỳ khủng bố cũng không làm được. Tần Phong chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi lại phất tay ra lệnh. Trong điện, trọng lực thời không tăng thẳng lên cấp 20. Diệp Quân bỗng cảm thấy toàn thân nặng nề, giây phút này, hắn bỗng khẽ nhoẻn miệng. Thứ hắn muốn chính là cảm giác này. Cảm giác bị chèn ép. Cảm giác nghẹt thở. Rất nhanh, Diệp Quân bắt đầu xuất kiếm, mới đầu thì không khác gì trước đây, hơi chậm một chút nhưng chẳng bao lâu sau, tốc độ kiếm của hắn đã dần nhanh hơn. Hắn không chỉ đơn thuần là đang tu luyện kiếm kỹ, mà đang làm quen với quy tắc của trọng lực thời không. Hắn phát hiện, mỗi lần trọng lực thời không trở nên nặng hơn là đều do khối lượng không gian trở nên nặng hơn. Không gian cũng là một loại vật chất. Đây chính là điều hắn phát hiện được. Mà muốn thích ứng với trọng lực thời không thì phải làm quen được với vật chất không gian này trước đã, mà cái này thì cần có một quá trình nhất định. Trong điện, tốc độ kiếm của Diệp Quân càng lúc càng nhanh hơn. Bên ngoài, Tần Phong nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thứ y nhìn thấy không phải là trọng lực thời không cấp 20 mà là một kiếm tu khủng bố. Nếu Diệp Quân ra bên ngoài, những người cùng cảnh giới ai đỡ nổi tốc độ này của hắn? Đừng nói là cùng cảnh giới, cho dù vượt ba cảnh giới cũng không thành vấn đề. Yêu nghiệt mà! Tần Phong lắc đầu cười, nhân vật thế này mà xếp vào thiên kiêu bảng của Tổng viện Thư viện Quan Huyên thì cũng không thể xếp hạng thấp được. Nghĩ đến đây, Tần Phong bất giác cảm thấy hơi hoang đường. Vì sao? Vì trên thiên kiêu bảng, người xếp thấp nhất cũng phải ở cảnh giới đại kiếp. Trên cảnh giới phá không là cảnh giới diệt không, trên nữa là cảnh giới địa pháp, trên nữa là cảnh giới thiên pháp, sau đó là cảnh giới tiểu kiếp, sau đó nữa mới đến cảnh giới đại kiếp. Diệp Quân so với cảnh giới đại kiếp còn kém tận 5 cảnh giới. Chỉ có thể nói rằng Diệp Quân chính là cường giả cảnh giới phá không đỉnh nhất mà y từng gặp. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng nói, Tần huynh, cấp 21. Tần Phong nhìn Diệp Quân trong điện một cái rồi phất tay. Rất nhanh, trọng lực thời không trong điện đã tăng lên cấp 21. Hai canh giờ trôi qua. Trọng lực thời không trong điện được tăng lên cấp 22. Suốt khoảng thời gian này Tần Phong không rời khỏi, y càng xem càng kinh hãi. Mỗi lần y đều nghĩ là Diệp Quân đã đạt tới cực hạn rồi, nhưng một giây sau, Diệp Quân đã cho thấy y sai rồi. Lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua, trọng lực thời không trong điện đã tăng lên cấp 23. Cấp 23. Tần Phong bên ngoài điện trầm lặng, vẻ mặt nghiêm trọng. Y bây giờ đã không còn gọi là kinh ngạc nữa, mà phải gọi là chấn động. Giữa trưa hôm sau, trọng lực thời không trong điện đã lên đến cấp 25. Trọng lực thời không nặng hơn bên ngoài gấp 25 lần. Đây là khái niệm gì? Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân trong điện, ánh mắt phức tạp. Tên điên. Đây chính là suy nghĩ của y bây giờ. Thái độ tu luyện của Diệp Quân này quá đáng sợ.
y có thể cảm nhận được thật ra mỗi một lần tăng cấp độ Diệp Quân đều rất hao sức, nhưng Diệp Quân lại thấy hưng phấn khích khi hao sức thế này. Cực kỳ hưng phấn. Y biết, Diệp Quân đang không ngừng khiêu chiến với cực hạn của chính mình. 5 ngày trôi qua. Lúc này, trọng lực thời không trong đại điện đã lên đến cấp 30. Trong điện, Diệp Quân chậm rãi xuất kiếm, chậm hệt như một ông cụ già nua. Nhưng thời gian trôi qua, tốc độ của hắn ban đầu nhanh hơn một chút, mà về sau thì càng lúc càng nhanh. 2 canh giờ trôi qua, tốc độ của Diệp Quân đã ngang bằng với lúc ở ngoài. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thích ứng với trọng lực thời không cấp 30. Diệp Quân bỗng nói, Tần huynh, cấp 31. Lúc này, trọng lực thời không bỗng hoàn toàn biến mất. Diệp Quân ngẩn người. Tần Phong bước vào, y nhìn Diệp Quân, lắc đầu cười, Diệp huynh, cấp 30 đã là trọng lực thời không cao nhất ở Việt Thành rồi. Cao nhất? Diệp Quân nhíu mày. Tần Phong nhìn Diệp Quân như nhìn một con quái vật. Diệp Quân gật đầu sau đó nằm trên đất, hai mắt chậm chậm khép lại. Cảm ngộ. Thời gian này, cảm ngộ của hắn về không gian có bước tiến cực lớn. Có 3 điểm, hiểu rõ không gian, dung nhập vào không gian, vượt khỏi không gian. Không gian có quy luật cả đấy, chỉ cần nắm rõ quy luật này thì đã thành công một nửa. Thật ra sức mạnh bây giờ của hắn đã đủ để dễ dàng hủy diệt không gian. Sau đó lợi dụng sự bùng nổ của không gian để sản sinh ra sức mạnh lớn hơn. Cũng có nghĩa là cảnh giới diệt không. Nhưng hắn không chọn đột phá. Vì hắn cảm thấy hắn vẫn còn có thể đẩy cực hạn của mình lên thêm. Thực chiến. Diệp Quân bỗng ngồi dậy, hắn nhìn Tần Phong, Tần huynh, cọ sát chút không. Thứ bây giờ hắn cần chính là thực chiến. Nghe vậy, mi mắt Tần Phong giật giật, huynh đừng đùa. Huynh nhìn ta tròn chính cỡ này. Huynh thấy ta có giống một kẻ biết đánh nhau không? Lượn một vòng trong ký viện thì được chứ đánh nhau thì thôi bỏ đi. Diệp Quân cười khổ. Tần Phong trầm giọng nói, huynh muốn thực chiến à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, tới thư viện quan huyên đấu hạng. Diệp Quân hơi ngờ vực, đấu hạng là gì? Sắc mặt Tần Phong trở nên hơi quái lạ, lẽ nào huynh không biết thư viện quan huyên có một võ bảng? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Hắn vừa đến Trung Thổ Thần Châu thì đã tới đạo môn, mà đạo môn thì... Thôi đừng nhắc, nói nhiều sẽ rớt nước mắt đấy. Tần Phong giải thích, ở Thư viện Quan Huyên có một võ bảng, tất cả thiên tài ở Trung Thổ Thần Châu và dưới Trung Thổ Thần Châu đều có thể tham gia, chỉ cần không quá 20 tuổi là được. Thiên tài trong võ bảng này chính là mục tiêu của lớp trẻ ở Trung Thổ Thần Châu, cũng đại diện cho chất lượng của thiên tài ở Trung Thổ Thần Châu. Diệp Quân lắc đầu, ta không phải là người của Thư viện Quan Huyên. Tần Phong cười nói, không phải người của Thư viện Quan Huyên cũng tham gia được. Diệp Quân im lặng. Tần Phong lại nói, có thưởng đấy. Diệp Quân vội hỏi Tần Phong, thưởng gì vậy? Tần Phong cười đáp, đứng thứ 10 thì mỗi tháng được phát 50 vạn kim tinh, đứng thứ 9 mỗi tháng được 70 vạn, thứ 8 mỗi tháng được 100 vạn, thứ 7 mỗi tháng được 130 vạn. Đứng thứ 3 mỗi tháng được 300 vạn kim tinh, đứng thứ 2 mỗi tháng nhận 400 vạn, đứng thứ nhất mỗi tháng nhận 500 vạn kim tinh và thêm 10 vạn tiên tinh. 500 vạn kim tinh. 10 vạn tiên tinh. Vẻ mặt Diệp Quân sao động. Số kim tinh của hắn bây giờ không ít, nhưng cũng cực kỳ hao, thời gian tu luyện gần đây hắn đã tiêu hết gần 40 vạn kim tinh rồi. Cũng nhờ Tần Phong cho hắn tu luyện miễn phí, nếu không thì còn tốn hơn nữa. Tần Phong lại nói, quan trọng nhất là nếu huynh đạt được hạng nhất thì sẽ có khả năng gặp được một tia hình ảnh mà kiếm chủ nhân gian để lại. Nghe vậy, Diệp Quân ngẩn người, hình ảnh kiếm chủ nhân gian để lại. Tần Phong gật đầu, đúng vậy, nếu kiếm chủ nhân gian vui thì biết đâu sẽ cho huynh truyền thừa nào đó, thế thì lời to rồi. Đương nhiên, cũng không nhất định sẽ xuất hiện đâu, trừ phi huynh rất đặc biệt, vì nhiều năm qua ngài ấy chỉ xuất hiện đúng một lần. Đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân bỗng thấy hơi chờ mong, đương nhiên hắn không quan tâm đến truyền thừa gì cả, điều hắn quan tâm là có thể gặp được kiếm chủ nhân gian. Nếu gặp được kiếm chủ nhân gian, nói không chừng có thể mượn được kiếm Thanh Huyên luôn. Tuy cơ hội không lớn lắm nhưng cũng là một cơ hội. Nghĩ thế, Diệp Quân thầm hỏi, Tháp Gia, ta nhớ trước đây ngươi từng nói ngươi quen kiếm chủ nhân gian, đúng không?
Tiểu Tháp đáp, đúng. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, nếu ta lấy được hạng nhất, ông ấy có nể mặt ngươi mà xuất hiện không? Tiểu Tháp im lặng một lát, đáp, đương nhiên, tuy ông ấy rất lợi hại nhưng cũng không dám không nể mặt Tiểu Tháp ta đâu. Đấu hạng. Nghe Tháp gia nói thế, Diệp Quân quyết định đến Thư viện Quan Huyên để tham gia đấu hạng. Vì bây giờ hắn muốn đến đế tộc bất tử mượn kiếm là chuyện không thực tế. Kiếm Thanh Huyên là bội kiếm của kiếm chủ nhân gian, sao người ta có thể vô duyên vô cớ cho mình mượn được. Thế nên muốn lấy được kiếm Thanh Huyên, cách tốt nhất là đến mượn kiếm chủ nhân gian. Mặc dù hắn cũng biết chuyện này cũng không thiết thực lắm. Nhưng vì Nạp Lan Ca, hắn muốn thử. Nghĩ thế Diệp Quân nhìn Tần Phong hỏi, Tần Huynh, đấu hạng có yêu cầu gì không? Tần Phong cười nói, có hai yêu cầu, một là phải dưới 25 tuổi, hai là chưa từng làm chuyện xấu hèn hạ nào. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Phong do dự nói, Diệp Huynh, Huynh có muốn khiêu chiến giấu tên không? Diệp Quân ngạc nhiên, giấu tên. Tần Phong gật đầu, đúng thế, võ bảng này có thể giấu tên khiêu chiến. Diệp Quân trầm giọng nói, tại sao Tần Huynh lại đề nghị thế? Tần Phong lắc đầu cười nói, Diệp Huynh, Huynh không biết lòng người trong thế đời này hiểm ác, còn chưa đến một năm nữa Huynh phải tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh, Huynh nghĩ cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo rất công bằng sao? Không đơn giản như thế, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo là một trận đánh cược của các thế lực, vũng nước này rất sâu. Y ngừng một chốc rồi nói tiếp, thế nên lời đề nghị của ta là Huynh giấu tên khiêu chiến, miễn cho bị các thế lực nhằm vào, một khi bị họ nhắm vào, mọi kế hoạch đều sẽ hỏng hết. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Phong gật đầu, còn nữa Diệp Huynh, Huynh phải cẩn thận với nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Diệp Quân nhíu mày. Tần Phong trầm giọng, theo ta được biết sau khi nhà họ An bị Diệp Chủ tịch trừng trị, cả nhà họ An đều rất không phục. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, nhà họ An bị Diệp Chủ tịch trừng phạt ư. Diệp Chủ tịch đó là cô gái Diệp Quan chỉ sao? Tần Phong gật đầu, đúng thế, cô ấy là Chủ tịch Văn viện của Tổng viện Thư viện Quan Huyên, quyền thế rất lớn, sau khi cô ấy đến Trung Thổ Thần Châu, không chỉ phế chức Lục Triều Văn mà còn trừng trị nhà họ An. Nói đến đây vẻ mặt y trở nên nghiêm trọng, cô ấy trừng trị rất nặng, không chỉ giết An Phi đó mà còn phế chức gia chủ đương nhiệm của nhà họ An. Có thể nói cô ấy không hề giữ lại chút mặt mũi nào cho nhà họ An cả. Diệp Quân im lặng không nói. Hắn không ngờ Diệp Quan chỉ lại là người của Tổng viện Thư viện Quan Huyên, hơn nữa còn là Chủ tịch Văn viện. Tần Phong bỗng muốn nói lại thôi. Diệp Quân nhìn Tần Phong cười nói, Tần Huynh, ta đến từ một nơi rất nhỏ nên hoàn toàn không hiểu tranh đấu của các gia tộc này, nếu Tần Huynh có thể chỉ rõ, ta cảm thấy rất biết ơn. Tần Phong nói, Diệp Huynh, nói thật ta không muốn nói quá nhiều về những chuyện này, nhưng mấy chuyện này có thể liên quan đến huynh nên huynh đệ à, ta phải làm người nhiều chuyện rồi. Theo ta được biết, nhà họ An đã đang liên hệ với các nhân vật tầm cỡ của nhà họ An ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên, chắc chắn chúng sắp nhắm vào Diệp Chủ tịch. Diệp Quân xa sầm mặt mày. Tần Phong nói tiếp, đây là thứ yếu, mọi người đều biết Diệp Chủ tịch muốn mượn chuyện này để đánh tiếng với các gia tộc khác. Nói cách khác lần này Diệp Chủ tịch làm thế chắc chắn sẽ chọc giận mấy gia tộc và tông môn đó, họ sẽ hợp sức lại nhắm vào Diệp Chủ tịch. Diệp Quân trầm giọng, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Tần Phong lắc đầu, vẫn chưa đến nỗi thế, chưa kể nhà họ An, dù là mấy gia tộc thời xưa siêu cấp ở Trung Thổ Thần Châu cũng không dám nói muốn làm hại Diệp Chủ tịch, dù sao cô ấy cũng là đệ tử của Viện Chủ Thư Hiền, hơn nữa sư tỷ của cô ấy là Thanh Khưu. Họ sẽ không ngốc đến mức làm chuyện này, nhưng... Nói đến đây, y nhìn Diệp Quân, không dám giết cô ấy nhưng không có nghĩa không thể xử lý cô ấy. Theo tôi đoán, tiếp theo sẽ có hai kết quả, một là nếu Diệp Chủ tịch không bị điều đi, thậm chí còn để cô ấy đến chủ trì cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này thì cô ấy thắng, còn nếu cô ấy bị điều đi, tức là đám gia tộc đó đã thắng. Diệp Quân im lặng không lên tiếng, hắn không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Nói thật hắn cũng có chút thiện cảm với Diệp Quan chỉ, không mong đối phương bị liên lụy vì chuyện này. Tần Phong nói tiếp, Diệp Huynh, một khi cô ấy bị điều đi, tiếp đó nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ sẽ nhằm vào Huynh. Nếu chúng muốn giữ thể diện thì sẽ không công khai nhằm vào Huynh, còn nếu chúng không cần mặt mũi nữa thì Huynh sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nên ta khuyên huynh bây giờ cố gắng đừng làm gì quá mức phô trương, khiêm tốn một chút, tranh thủ thời gian phát triển bản thân, nếu không chúng mà nhìn thấy thực lực của huynh tăng nhanh quá chắc chắn sẽ liều mạng tiêu diệt huynh. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Phong cười nói, Diệp huynh, ta sẽ ở Trung Thổ Thần Châu một thời gian, đến lúc đó nếu huynh có gì cần cứ tìm đến ta. Diệp Quân lắc đầu, Tần huynh đã giúp ta nhiều lắm rồi. Tần Phong cười nói, chẳng có gì nhiều cả, đều là vài tin tức mà ta biết được thôi. Tiên bảo các bọn ta giỏi nhất là những việc như vậy, nên sau này nếu huynh có gì cần cứ tìm đến ta, ta không đánh nhau được nhưng điều tra vài chuyện mà huynh không biết thì vẫn rất đơn giản. Diệp Quân cười nói, vậy ta cảm ơn huynh trước. Hắn chắp tay lại nói, Tần huynh, ta muốn mua một ít đồ của huynh. Tần Phong hơi thắc mắc, gì cơ? Diệp Quân thấp giọng nói vài câu. Tần Phong cười nói, được, huynh đợi một lát. Nói rồi y xoay người đi. Một lúc sau Tần Phong lại xuất hiện trước mặt Diệp Quân, y lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Quân, giảm giá cho huynh, 100 vạn kim tinh. 100 vạn. Mặc dù Diệp Quân cảm thấy rất đau ví nhưng vẫn đưa cho Tần Phong. Tần Phong bật cười, cất chiếc nhẫn vào. Diệp Quân lại kéo Tần Phong hỏi vài chuyện về tái tạo thân xác. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Quân chắp tay, Tần huynh, sau này chúng ta có duyên gặp lại. Nói rồi hắn xoay người đi. Tần Phong nhìn Diệp Quân đi khỏi đó, im lặng không nói gì. Thật ra y vốn dĩ chỉ muốn làm quen với Diệp Quân, không nghĩ đến việc có thể làm thân với hắn, dù sao đối thủ của Diệp Quân cũng là nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, y đã thay đổi suy nghĩ. Người này quá lợi hại. Tiềm năng rất lớn. Thế nên y chọn cách làm thân. Bây giờ sở dĩ tiên bảo các có thể lớn mạnh như vậy có một nguyên nhân quan trọng, đó là năm đó các chủ của tiên bảo các đầu tư vào kiếm chủ nhân gian. Muốn làm ăn thì phải hiểu đầu tư, ngoài sản nghiệp đầu tư còn phải học đầu tư vào con người. Nếu sau này Diệp Quân có thể trở thành kiếm đế thì Tần Phong y là bạn của một kiếm đế, lúc đó tiếng nói của y ở tiên bảo các sẽ khác hẳn. Nội bộ tiên bảo các cũng có tranh giành. Phần lượng của thân phận là bạn của một kiếm đế không phải nặng bình thường. Diệp Quân chưa đi khỏi tiên bảo các mà đi tìm Mạc Nhã. Hắn nghĩ vẫn nên tự mình đến cảm ơn. Trong phòng, Mạc Nhã mỉm cười, chúc mừng Diệp công tử trở thành kiếm tiên. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói, Mạc Nhã cô nương, cảm ơn cô lúc đầu đã giúp đỡ. Mặc dù ta không quyền không thế nhưng sau này nếu Mạc Nhã cô nương có cần gì thì ta sẽ tận lực giúp đỡ. Nghe nói Mạc Nhã vui mừng, thật ra cô ta không cần kiếm đế, phân lượng của thân phận kiếm tiên rất nặng. Mạc Nhã nói, Diệp công tử, người khách sáo quá. Diệp Quân bỗng xòe tay ra, một chiếc hộp bay đến trước mặt Mạc Nhã. Mạc Nhã khó hiểu, đây là... Diệp Quân cười nói, đây là 5 viên long đan. Nghe thế vẻ mặt Mạc Nhã thay đổi, cô ta muốn từ chối, Diệp Quân cười nói, đây là chút tâm ý của ta, cô nhận đi. Mạc Nhã do dự nói, được rồi. Cô ta vừa nói vừa nhận lấy cái hộp, cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù từ lúc đầu, mục đích của cô ta rất rõ ràng nhưng phải nói người đàn ông trước mặt quả thật rất tốt. Diệp Quân đứng dậy nói, Mạc Nhã cô nương, ta không làm phiền cô nữa, tạm biệt. Mạc Nhã gật đầu, Diệp công tử đi thong thả. Diệp Quân ôm quyền, sau đó đứng lên đi khỏi đó. Nhìn bóng lưng Diệp Quân. Mạc Nhã khẽ nói, có thực lực, đẹp trai, lại còn tốt tính. Nói rồi cô ta không biết nghĩ đến cái gì, mặt bỗng đỏ bừng. Diệp Quân không đi thẳng đến thư viện Quan Huyên mà quay về đạo môn trước, vừa về đến đạo môn, Nam Lăng Nhất Nhất đã xuất hiện trước mặt hắn. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt cười rất tươi, đi tu luyện rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân. Sau đó nói, thực lực của đệ chắc chắn đã tăng lên không ít nhỉ. Diệp Quân khẽ cười, sau đó hắn lấy một chiếc nhẫn ra rồi đưa cho Nam Lăng Nhất Nhất, cho tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất hơi ngạc nhiên, đây là... Diệp Quân cười nói, tự mình xem đi. Hắn vừa nói vừa đi đến đại điện. Nam Lăng Nhất Nhất đứng đó tò mò, cô ấy mở chiếc nhẫn ra, mười mấy quyển trục cổ xuất hiện trước mặt cô ấy. Khi nhìn thấy mấy quyển trục này, cô ấy sửng sốt. Những thứ này đều là vài thuật pháp, hơn nữa thấp nhất đã là cấp thiên,
trong đó còn có một cuốn tâm pháp tu luyện về thuật pháp, quan trọng nhất đây là cuốn tâm pháp cấp thiên. Cô ấy là một thần pháp sư, thích nhất là nghiên cứu thuật pháp nhưng tiếc là đạo môn quá nghèo, đạo hòa thượng cũng chỉ hiểu sơ sơ về thuật pháp nên cô ấy tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cái gì cũng cần phải dựa vào bản thân tìm tòi mày mò. Hơn nữa đến giờ cô ấy cũng không có một cuốn thuật pháp cấp cao nào. Còn tâm pháp thì càng không có. Nhìn mấy quyển trục trước mặt, Nam Lăng Nhất Nhất sửng sốt một lúc sau cô ấy sờ nhẹ vào quyển trục đó, nở nụ cười rạng rỡ. Cô ấy rất thích những quyển trục này. Nhưng, cô ấy càng để ý đến tâm ý của cậu thanh niên đó hơn. Hôm đó cô ấy cũng chỉ tùy ý nói một câu. Cậu thanh niên đó lại nhớ lời cô ấy. Trong điện, đạo hòa thượng nhìn Diệp Quân, con muốn đi tham gia đấu hạng võ bảng à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Đạo hòa thượng im lặng một lúc rồi nói, có tự tin không? Diệp Quân nói, có. Đạo hòa thượng cười nói, vậy thì đi đi. Diệp Quân hơi cúi người xuống, vâng. Nói rồi hắn xoay người đi. Đạo hòa thượng nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Qua bí ẩn. Càng tiếp xúc với Diệp Quân lâu, ông ấy càng cảm thấy cậu thanh niên này quá bí ẩn. Lúc này ông ấy cũng đã hiểu người đứng đằng sau cậu thanh niên này chắc chắn không phải người bình thường. Có thể tiêu diệt được tộc Chân Long, chèn ép được tộc Thần Qua, năng lực khủng khiếp đến mức nào. Đạo hòa thượng lắc đầu, ông ấy xoay người nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nói, tiên tổ, nếu người đang ở trên trời có linh thiêng thì độ trì cho cậu thanh niên này nhé, nếu không đạo môn chúng ta sẽ bị diệt vong. Diệp Quân ra khỏi đại điện thì nhìn thấy Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, cong môi cười, cô ấy cười lên thật sự rất đẹp, có hai lúm đồng tiền. Diệp Quân hỏi, sư tỷ, sao thế? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, cảm ơn. Diệp Quân mỉm cười, đừng khách sáo. Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, sư đệ, đệ muốn ra ngoài sao? Diệp Quân gật đầu, ta muốn đến thư viện Quan Huyên tham gia đấu hạng võ bảng. Đấu hạng võ bảng. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, cố lên. Diệp Quân cười nói, vâng. Nói rồi hắn bỗng ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất vào tận chân trời. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn kiếm quang trên bầu trời, im lặng một lúc mới khẽ nói, mình cũng phải cố gắng. Nói xong, cô ấy xoay người đi. Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu nằm ở dãy núi Kỳ Liên, cả dãy núi Kỳ Liên dài mấy vạn dặm. Trong những ngọn núi mấy vạn dặm này có hàng trăm tiên mạch, có thể nói Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu là thánh địa tu luyện. Khi còn cách dãy núi Kỳ Liên hàng ngàn dặm, Diệp Quân cảm nhận được nguồn linh khí cực kỳ dày, càng đi về phía trước, linh khí càng nhiều, càng thuần khiết. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi. Bây giờ hắn đã biết tại sao rất nhiều người lại muốn đến Thư viện Quan Huyên này rồi. Tu luyện ở nơi này thì dù là một con lợn chắc cũng có thể tu luyện thành tinh. Môi trường tu luyện rất quan trọng. Không lâu sau, Diệp Quân đã đến dưới chân núi Kỳ Liên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, cả núi Kỳ Liên hệt như một thanh kiếm treo ngược, lơ lửng giữa trời đất, có gần 1.000 thác nước đổ xuống từ trên đỉnh núi, cực kỳ tráng lệ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy vài cung điện xa hoa trên đỉnh núi, quy mô của mấy cung điện này rất lớn, sương mù bao quanh như tiên cảnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Quân thầm cảm thán. Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu quả thật là không thể nào so được với thư viện trước mắt. Diệp Quân đi về phía trước, thư viện Quan Huyên rất lớn nhưng hắn lại không quen đường nên đành phải tìm người hỏi thăm. Không lâu sau hắn nhìn thấy một chàng trai, gã mặc một bộ đồ dài rộng màu đỏ nhạt, cầm một cái quạt gấp, nở nụ cười nhàn nhạt. Diệp Quân đi đến cạnh gã, mỉm cười, vị huynh đài, ta hỏi một chút, muốn khiêu chiến võ bảng thì phải đến đâu? Nghe nói thế, chàng trai hơi sửng sốt, sau đó gã nhìn Diệp Quân cười nói, người muốn tham gia đấu hạng võ bảng à? Diệp Quân gật đầu, muốn thử sức. Chàng trai đó chỉ về phía sau cười nói, nhìn thấy ngọn núi đó không? Đó là núi thần võ, võ bảng khiêu chiến ở trên núi. Diệp Quân chắp tay nói, cảm ơn. Nói rồi hắn xoay người đi về hướng núi thần võ. Chàng trai nhìn bóng lưng Diệp Quân cười nói, không cầm kiếm nhưng cả người lại như một thanh kiếm sắc bén đang đợi công kích kiếm tiên. Kiếm tiên trẻ như thế, thú vị đấy. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên bên tai gã, cậu thanh niên này không đơn giản. Chàng trai mỉm cười,
nếu là đại kiếm tiên thì vẫn có thể nói thế được, kiếm tiên, chỉ có thể xem là bình thường. Giọng nói đó trầm giọng nói, khuyết điểm lớn nhất của ngươi là khinh thường người khác. Chàng trai không nghĩ thế, cười nói, không phải ta xem thường người khác mà là trong giới trẻ ở Trung Thổ Thần Châu, ngoài yêu tộc và hệ Ngân Hà thì không ai có thể khiến ta xem trọng. Gã ngừng lại, sau đó cười nói, ta biết ta rất ngông nghênh, tự phụ, hôm nay đến đây gặp Diệp Chủ tịch, ta mong cô ta có thể đánh bại ta, chỉ cái bệnh ngông nghênh và tự phụ của ta. Nói xong, gã đi lên núi. Không lâu sau, gã đã lên đến đỉnh núi, vừa lên đến đỉnh núi, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt gã. Chàng trai hơi cúi người với ông lão, ta là Đông Lý Mạch ở đế tộc Bất Tử, hôm nay đến đây muốn gặp Diệp Chủ tịch. Đông Lý Mạch, đế tộc Bất Tử, nghe thế ông lão biến sắc, được biết đến là thiên tài mạnh nhất sau kiếm chủ nhân gian. Cũng là ứng cử viên nổi nhất trong cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này. Sự lạnh nhạt trên gương mặt ông lão biến mất, thay vào đó là vẻ hiền hòa, Mạch công tử đợi một chút. Nói xong, ông ta xoay người đi. Đông Lý Mạch nhìn xung quanh khẽ cười, thư viện quan huyên này đúng là tiên cảnh nhân gian. Lúc này ông lão trước đó xuất hiện trước mặt Đông Lý Mạch. Ông lão cúi người xuống, Mạch công tử, Diệp chủ tịch cho mời. Đông Lý Mạch chắp tay lại, cảm ơn. Gã vừa nói vừa đi về phía đằng xa. Sau khi đi qua đình viện, Đông Lý Mạch đi đến một biệt viện, có một cô gái đang ngồi trước bàn sách phê duyệt gì đó trong một mái chòi. Cô gái này chính là Diệp Quan Chỉ. Sau khi phế truất Lục Triều Văn, chuyện của thư viện quan huyên ở Trung Thổ Lục Châu tạm thời do cô ấy phụ trách. Đông Lý Mạch dừng bước, hơi cúi người, chào Diệp chủ tịch. Diệp Quan Chỉ buông cây bút trong tay xuống nói, Mạch công tử có việc gì? Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ, mỉm cười, nghe danh Diệp chủ tịch văn võ song toàn, ta bất tài, muốn xin chỉ giáo. Nói rồi gã nhìn thẳng vào Diệp Quan Chỉ, mặc dù trên mặt vẫn hiện lên nụ cười nhưng lại có chút ý tứ khiêu khích. Diệp Quan Chỉ nói, Mạch công tử, cảnh giới của ta hơn hẳn ngươi, không công bằng. Đông Lý Mạch cười nói, ta không để tâm. Mười ngón tay Diệp Quan Chỉ đan vào nhau, nhìn Đông Lý Mạch, Mạch công tử, ta không thích đánh nhau. Đông Lý Mạch nhìn thẳng vào Diệp Quan Chỉ cười nói, Diệp chủ tịch xem thường ta sao? Vừa dứt lời, khí tức bí ẩn bỗng vây lấy gã. Đông Lý Mạch híp mắt, quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một thị vệ mặc áo giáp vàng. Nhìn thấy người này, sắc mặt Đông Lý Mạch trở nên trầm trọng. Quan huyên vệ. Lúc này Diệp Quan Chỉ vung tay phải lên, quan huyên vệ đó lùi về lại. Diệp Quan Chỉ cười nói, Mạch công tử, đúng là ta không thích đánh nhau thật, mời về cho. Đông Lý Mạch im lặng một lúc, sau đó nhìn Diệp Quan Chỉ, Diệp chủ tịch, nếu hôm nay ta nhất quyết muốn đánh thì sao? Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi, Mạch công tử, người đến đây, tộc trưởng các ngươi biết chứ? Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ, không biết. Diệp Quan Chỉ gật đầu, ngươi về hỏi tộc trưởng các ngươi xem, nếu ông ta đồng ý thì ta đánh với ngươi, ngươi thấy thế nào? Đông Lý Mạch nhíu mày còn muốn nói gì đó, Diệp Quan Chỉ cười nói, ta còn có việc. Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan Chỉ, lần này gã không ép buộc nữa mà xoay người rời đi. Sau khi Đông Lý Mạch đi, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện bên cạnh Diệp Quan Chỉ. Bà lão trầm giọng nói, người này ngông nghênh lắm, tại sao con không chỉnh đốn lại hắn một chút? Diệp Quan Chỉ cười nói, gã không phải như thế, gã cố ý, muốn phá vỡ quy tắc để lập lại. Bà lão nhìn Diệp Quan Chỉ, phá vỡ quy tắc để lập lại ư. Diệp Quan Chỉ gật đầu, gã đã đạt đến cực hạn ở Trung Thổ Thần Châu, muốn đột phá lần nữa, rất khó nhưng nếu hôm nay gã bại trong tay ta thì gã có thể lên một tầng nữa. Bà lão trầm giọng nói, con không muốn để gã lên một tầng nữa à? Diệp Quan Chỉ im lặng một lúc khẽ nói, đúng là ta không thích đánh nhau thật. Bà lão khó hiểu, chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Diệp Quan Chỉ mỉm cười, cầm bút lên tiếp tục phê duyệt tài liệu, sau đó bình tĩnh nói, ta sợ ta đánh chết gã. Bà lão! Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi, bây giờ Diệp công tử đó đang làm gì? Bà lão nhìn Diệp Quan Chỉ nói, vừa nhận được tin hắn đến thư viện rồi, hình như muốn tham gia đấu hạng võ bảng. Đấu hạng võ bảng. Diệp Quan Chỉ ngẫm nghĩ rồi nói, đáng tiếc. Bà lão hỏi, tiếc cái gì?
Diệp Quan chỉ khẽ nói, thiên tài như vậy mà không thể vào thư viện, đây là tổn thất của thư viện. Bà lão hơi thắc mắc, hình như con rất xem trọng Diệp công tử này. Diệp Quan chỉ mỉm cười, người có biết thiên tài của gia tộc lớn và thiên tài của các gia tộc ở tầng thấp có gì khác biệt không? Bà lão lắc đầu. Diệp Quan chỉ khẽ nói, trong mắt các thiên tài xuất thân từ gia tộc lớn chỉ có được mất và lợi ích, họ xem thường hầu hết chúng sinh, thứ họ nhìn thấy là lợi ích của mình và lợi ích của gia tộc mình. Nói cách khác đám con cháu của gia tộc lớn đều đã thoát khỏi quần chúng. Bà lão hỏi, nhưng ta nghĩ thiên tài ở tầng thấp cũng ích kỷ giống thế, thứ họ theo đuổi có gì khác với những người kia? Diệp Quan chỉ cười nói, đúng thế, nhưng họ biết sự khó khăn và cực nhọc của người thế giới tầng thấp. Cô ấy ngừng một lúc, lại nói tiếp, ta mong bên cạnh mình có thêm vài người đến từ các gia tộc ở tầng thấp. Bà lão im lặng không nói. Diệp Quan chỉ bỗng hỏi, Tổng viện có tin tức chưa? Bà lão lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có nhưng chắc sắp có rồi. Diệp Quan chỉ cười nói, đến giờ rất nhiều người trong thư viện đều nghĩ ta đang làm lớn chuyện, cố ý chèn ép gia tộc lớn, mà họ đều bỏ qua một vấn đề này là cốt lõi của thư viện chúng ta, công bằng, công chính, công lý. Nói rồi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói, đến giờ không có ai để ý đến Diệp công tử đó. Cuộc chiến công bằng của hắn và An Mục trong cuộc tỷ võ của thư viện nhưng đổi lại là việc đối xử không công bằng, mà thư viện chúng ta không chỉ không lấy lại công bằng cho hắn mà ngược lại còn ép hắn. Ta tin chắc Diệp công tử không phải là người duy nhất, chắc chắn có rất nhiều điều bất công xảy ra ở thế giới dưới tầng đáy này mà chúng ta không hề hay biết. Nói đến đây cô ấy lắc đầu, trật tự trước thư viện chúng ta là trật tự gì? Là trật tự đạo môn, tại sao trật tự đạo môn bị thư viện chúng ta thay thế? Là vì quá mục nát, mà bây giờ thế lực các gia tộc lớn và tông môn lớn nội bộ thư viện chúng ta bảo vệ lẫn nhau, trong thư viện có rất nhiều người đã sắp quên mất mục đích ban đầu lập ra thư viện của kiếm chủ nhân gian rồi. Bà lão do dự, sau đó nói, con có thể đừng quản chuyện này không? Diệp Quan chỉ lắc đầu, tại sao kiếm chủ nhân gian lại lập ra thư viện Quan Huyên? Ông ấy muốn thiết lập trái tim cho thế giới này, lập mạng sống cho tất cả chúng sinh, mang lại hòa bình cho tất cả các thế hệ. Đây là mục tiêu cả đời của ông ấy, bất cứ người đời sau nào của Thư viện Quan Huyên cũng nên phấn đấu vì mục tiêu này. Nếu Thư viện có vấn đề gì thì sửa đổi trong Thư viện, nếu thế giới có vấn đề thì sửa đổi thế giới. Bà lão đang định nói gì đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan Chỉ, hơi cúi người với Diệp Quan Chỉ rồi nói, nội các có lệnh, Diệp Chủ tịch lập tức quay về Tổng viện. Diệp Quan Chỉ im lặng rồi khẽ nói. Nhà họ An và Thiên Long Viễn Cổ có mưu đồ rồi, quả nhiên động đến lợi ích của những người ở tầng trên xã hội hệt như đang tước đoạt mạng sống của họ. Cô ấy đặt bút xuống, sau đó nói, đi gặp Diệp công tử đi, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.